Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay chúng ta đến với phần 2 của bộ truyện Long Phùng Bảo Thoa Duyên của tác giả Lương Vũ Sinh. Chương 2, tình thiên một đám mây u ám bạch minh thân thế ái tình sinh. Tiết Hồng Tuyến thấy nghi ngờ, đi theo Tiết Phu Nhân vào trong mật thất. Tiết Phu Nhân đóng cửa phòng lại, rồi nhỏ giọng hỏi. Nhi tử của Đoàn Khuê Trương đã nói với con những gì? Tiết Hồng Tuyến đáp. Hắn và con nói nhiều thứ, đều là những lời vớ vẩn kỳ quái, mẫu thân, người không cần nghe. Tiết Phu Nhân nói. Không, chuyện đã xảy ra ta cũng không ngại nghe, hắn nói điều gì? Tiết Hồng Tuyến nói. Hắn nói hai người không phải là thân sinh phụ mẫu của Hải Nhi, thân sinh phụ mẫu của Hải Nhi sớm đã mất rồi. Mẫu thân, chẳng lẽ điều này là thật sao? Tiết Phu Nhân cắn chặt môi, sắc mặt xám lại, đột nhiên chộp lấy tay của Tiết Hồng Tuyến, đấu tranh với chính mình rồi dứt khoát nói. Điều này là sự thật. Chuyện này đối với Tiết Hồng Tuyến thật quá kinh ngạc, không phải chuyện đùa, nàng thảng thốt kêu lên. Đấy là sự thật, mẫu thân tại sao không sớm nói cho con? Thân sinh phụ mẫu của con là ai, chết khi nào? Tiết Phu Nhân trầm rãi nói. Ta sẽ nói cho con, nhưng trước tiên con nói cho ta hay, Đoàn công tử đã nói những gì? Tiết Hồng Tuyến nghe Tiết Phu Nhân gọi tiểu tặc là Đoàn công tử, không khỏi lấy làm kỳ quái, nghĩ thầm. Hắn đánh phụ thân, mẫu thân đối với hắn vẫn còn tôn kính. Bên trong nhất định có chuyện. Lúc này mặc dù nàng đã biết phu thê Tiết Tung không phải thân sinh phụ mẫu, nhưng vẫn xem họ như phụ mẫu, suy nghĩ trong đầu với ngoài miệng nói vẫn dùng phụ thân, mẫu thân để xưng hô. Tiết Hồng Tuyến càng nghĩ, hốt nhiên trên mặt đỏ hồng, nói. Mẫu thân, hắn chửi mắng con. Tiết Phu Nhân nói. À, quả nhiên trách mắng con. Mắng con điều gì? Tiết Hồng Tuyến đáp. Hắn mắng con chờ làm tiết độ sứ tiểu nãi nãi. Mẫu thân, phụ thân thật là đã mang con hứa gả cho nhi tử của Điền bá bá. Tiết Hồng Tuyến tuy võ nghệ cao cường, pha khí khái nam nhi, nhưng khi nhắc đến chuyện hôn sự không khỏi sắc mặt đỏ hồng. Tiết Phu Nhân không trả lời câu hỏi này của nàng ngay mà thở dài nói. Không trách được Đoàn công tử lại tức giận, phụ thân con thật là làm không đúng, cũng may chúng ta còn chưa có nhận sính lễ của Điền gia. Tiết Hồng Tuyến nghe thấy trong lời nói có ẩn ý, không khỏi hỏi lại. Mẫu thân, nữ nhi tình không có nghĩ lập gia thất. Chỉ là chuyện đó và tên họ Đoàn có gì liên quan? Tiết Phu Nhân lấy làm lạ hỏi. Y còn chưa có nói cho con sao? Tiết Hồng Tuyến hỏi. Nói chuyện gì? Tiết Phu Nhân lẩm bẩm nói. Được rồi, hắn và con sinh cùng ngày, cũng chưa quá 17 tuổi, da mặt còn non, không trách được chuyện như vậy mà hắn cũng không nói với con, đây là chuyện đại sự, hắn lại không dám nói. Tiết Hồng Tuyến rất nôn nóng, lại dục hỏi. Mẫu thân, rốt cuộc là chuyện gì? Tiết Phu Nhân nói, chuyện này đích thực là cùng với Đoàn công tử có liên quan, Đoàn công tử là trượng phu của con. Lời vừa nói ra, Tiết Hồng Tuyến toàn thân chấn động, vừa xấu hổ, vừa gấp gáp, kinh ngạc, trong lòng đủ loại tâm tình, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đều cùng trào lên, thiếu chút nữa là ngất đi, trong lòng thầm nghĩ. Không xong, hắn quả nhiên là trượng phu của ta, mà ta lại mắng hắn là tiểu tặc. Tiết Phu Nhân cười nhẹ nói. Tuyến nhi, con và hắn đã gặp mặt nhau, con có thích hắn không? Tiết Hồng Tuyến nói. Mẫu thân, Hải Nhi hiện tại không có tâm trạng bàn luận về chuyện này, xin người trước tiên nói cho Hải Nhi hay, thân sinh phụ mẫu của con là ai? Tiết Phu Nhân trầm rãi nói. Được, hiện tại cũng là lúc nói cho con hay. Phụ thân con họ Sử, tên gọi Dật Như, là tiến sĩ đại đường, mẫu thân con chính là Lư Mama, người mà thuở nhỏ cho con bú sữa, và cùng đọc sách. Tiết Hồng Tuyến chưa từng thấy qua sanh phụ, lần đầu nghe danh từ của phụ thân cũng không thấy có cảm giác gì đặc biệt. Còn Lư Mama là người thân cận nhất của nàng khi còn nhỏ, nghe nói người là mẫu thân của mình, không khỏi vừa kinh ngạc lẫn vui mừng kêu lên. Thật không lạ, Lư mẫu lại yêu con như vậy. Người nếu đã là sanh mẫu của con, tại sao vẫn một mực giấu con? Cái này. Tiết Phu Nhân nói. bà ấy giấu con cũng chỉ vì yêu thương con. À, Bảo Thoa mẫu thân con để lại cho con đâu? Tiết Hồng Tuyến nói. Lư, không, mẫu thân con để lại Bảo Thoa cho con, không phải đang cài trên đầu đây sao, người không nhận ra à? Tiết phu nhân nói. Con lấy xuống đưa cho ta. Tiết phu nhân tiếp lấy ngọc sai, dùng ngón út khẽ gẩy mỏ phượng hoàng, lấy ra một mảnh chỉ điều. Tiết Hồng Tuyến kinh ngạc không thôi, nói. Nguyên lai là ngọc pha này cấu tạo tinh xảo như vậy, bên trong còn có cơ quan. Tiết phu nhân nói. Mắt ta không tốt, con tự mình xem đi, đây chính là bút tích của mẫu thân con, trên đó có ghi lại thân thế của con. Con có chỗ nào không hiểu ta sẽ giải thích cho. Tiết Hồng Tuyến vừa đọc vừa rơi lệ. Mảnh giấy mỏng răng đầy những chữ nhỏ, mặc dù đơn giản, nhưng khi đọc qua cũng đã hiểu được đại khái. Tiết phu nhân ở bên cạnh lại bổ sung, mang những điều mẫu thân nàng chưa ghi lại nói cho nàng hay, chỉ che giấu đỏ ẩn Tiết Tung vâng lệnh An Lộc Sơn đi bắt phụ thân nàng. Tiết Hồng Tuyến đã minh bạch được nhiều sự tình. Đoàn Khuê Trương không phải là cường đạo, mà là một đại hiệp. Phụ thân nàng là Sở Dận Như quả nhiên là đại trượng phu, khí tiết thanh cao, phú quý không ham, bần tiện không hèn, uy vũ không khuất. Mẫu thân nàng là người tiết tháo, lại đa mưu túc trí chẳng kém bậc Tu Mi, lại thêm không quản cực khổ, nhẫn nhục làm vú nuôi trong Tiết phủ, cuối cùng ra sức tận trung với nước, vì chồng tuấn tiết, đồng thời nàng cũng biết danh tự của mình là Sử Nhược Mai. Mỗi sự tình đối với nàng đều thật là kinh thiên động địa, có thể khóc có thể cười. Sử Nhược Mai giờ mới biết, trên đời này quả nhiên có nhiều nhân vật đáng sùng bái mà nàng không thể tưởng tượng được, nhất là những người đó lại là những người thân nhất của nàng. Nàng thấy nhãn quang sáng sủa hơn, trong lòng cũng đột nhiên rộng mở hơn, nàng vừa ngập trong bi thương lại vừa ngập trong kiêu hãnh, vì phụ mẫu nàng và công công đều đáng kiêu ngạo. Đồng thời lần đầu tiên nàng cảm thấy mình nhỏ bé, trong lòng tự nhủ. Không trách được chàng mắng ta không giống phụ thân. Nàng gạt nước mắt cài lại ngọc thoa, rồi mở cửa phòng bước ra. Tiết phu nhân thở dài một tiếng trong lòng, bà biết từ nay về sau không còn giữ được nữ nhi này nữa, nhưng cũng cảm thấy vui mừng. Từ nay về sau, bà không còn bị lương tâm giày vò nữa. Sao? Lại nói Tiết Tung hôn mê một trận, không lâu sau đã tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt đã thấy Sử Nhược Mai phía trước giường. Tiết Tung vừa tức giận vừa lo lắng hỏi. Tiểu tặc kia đã chạy trốn rồi à? Mẫu thân ngươi đâu? Sử Nhược Mai nói. Mẫu thân còn ở tại hậu phòng. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, xin thứ cho con từ nay không thể chăm sóc cho người. Tiết Tung đại kinh nhảy dựng lên hỏi. Cái gì, ngươi nói cái gì? Sử Nhược Mai đáp. Hài nhi đến cáo biệt với phụ thân. Tiết Tung nổi giận hét lớn. Ngươi muốn cùng đoàn tiểu tặc bỏ trốn ư? Hắn đã nói gì với ngươi? Tuyến nhi, con ngàn vạn lần không được tin lời hắn. Sử Nhược Mai trầm rãi nói. Phụ thân bớt giận, hài nhi không phải muốn đi theo y. Nhưng y cũng không phải tiểu tặc. Phụ thân, hài nhi đã biết hết mọi chuyện, xin người đừng lại tiếp chửi bừa người khác. Tiết Tung tức giận đến phát run, nhưng hắn đang muốn nhờ cậy vào nữ nhi này nên không dám nổi giận với nàng. Hắn run ròng hỏi. Tuyến nhi, con biết điều gì? Sử Nhược Mai đáp. Những điều đã qua không cần nhắc lại. Phụ thân, hài nhi biết người còn một mối lo trước mắt là lo sợ Điền Bá Bá sẽ đến thôn Tính Lộ Châu, đúng không? Tiết Tung nói. À, mẫu thân ngươi đã mang hôn sự ra nói cho ngươi hay. Ngươi biết vậy là tốt Tuyến nhi, ngươi mặc dù không phải thân sanh nữ nhi của ta, nhưng nhiều năm qua ta đối với ngươi cũng không có tệ. Ta một mực coi ngươi như là cốt nhục của mình. Hiện tại, ta có nguy nan, chính là đang chờ ngươi phân ưu, ngươi gả vào Điền gia thứ nhất có thể khiến quan hệ hai nhà thêm thân thiết, vô hình giải trừ mối họa. Thứ hai, đối với ngươi cũng tốt. Điền thừa từ xấu tốt gì cũng là một tiết độ sứ, trưởng phu của ngươi lại là trưởng tử của y. Chờ sau khi Điền thừa từ 100 tuổi, chức ngụy bác tiết độ sứ đương nhiên phải do trưởng tử kế thừa, lúc ấy ngươi sẽ là nhất phẩm phu nhân, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, ngươi chớ có hai ý ba lòng. Sử Nhược Mai nén dần kiên nhẫn nghe hắn huyên thuyên, lãnh đạm nói. Hải Nhi vì mang ơn phụ thân dưỡng dục nhiều năm, chưa báo đáp được chi, sở dĩ hôm nay đến để phân ưu cùng người. Tiết Tung mừng ra mặt, Sử Nhược Mai chưa kịp dứt lời, hắn liền cướp lời nói. Nói như vậy, con nguyện ý đồng ý hôn sự này, tốt rồi, con thực là nữ nhi ngoan của ta. Sử Nhược Mai nói, không, giúp người phân ưu và đồng ý hôn sự là hai việc khác nhau. Phụ thân an tâm, Hải Nhi tự có biện pháp khiến Điền Bá Bá sợ không dám mơ đến Lộ Châu nữa. Thỉnh cha cho mượn kim ấn của Tiết Độ Sứ. Tiết Tung không khỏi đại kinh kêu lên. Ngươi muốn kim ấn của ta làm gì, ta đãi ngươi không bạc. Sử Nhược Mai lấy ra một phong thơ, nói. Hải Nhi chỉ muốn thay phụ thân giải trừ nguy nan, cho nên muốn mượn kim ấn của người đóng lên phong thư này. Tiết Tung nói. Đây là thư gì? Sử Nhược Mai đáp. Đây là phong thư thông thường Hải Nhi dùng danh tự của phụ thân để gửi cho Điền Bá Bá ân cần thăm hỏi một chút. Người có muốn Hải Nhi đọc cho nghe không? Tiết Tung không hiểu ra sao cả, liền hỏi. Đây là ý tứ gì, đang yên đang lành vì sao lại gửi cho y một phong thư ân cần thăm hỏi? Sử Nhược Mai nói. Một phong thư thăm hỏi thông thường nếu như là do phụ thân sai quan quân gửi đi tất nhiên không có ý tứ, nhưng nếu như do Hải Nhi đưa đến thì có điểm bất đồng. Tiết Tung rốt cuộc cũng là Lục Lâm xuất thân, nên chợt hiểu ra, liền nói. Nguyên lai ngươi muốn dùng trò ký đao lưu giản. Sử Nhược Mai đáp. Chỉ là lưu giản, bất tất phải ký đao cũng đủ để dọa Điền Bá Bá mất mật. Bất quá nếu phụ thân thấy nói xuông còn chưa đủ, Hải Nhi khả dĩ tùy cơ mà hành sự, có thể cho Điền Bá Bá một phen kinh sợ mà xem. Tiết Tung vội vàng khoát tay nói. Không, làm như vậy không được. Ngươi. Hắn chính là muốn nói, ngươi đã là người của Điền gia. Chỉ là thấy Sử Nhược Mai thần sắc nghiêm trang, nghiêm mặt nói. Phụ thân, người đồng ý với cách sắp xếp của nữ nhi như vậy cũng được, không đồng ý cũng được, tóm lại, nữ nhi tuyệt đối không chịu gả cho nhà họ Điền. Nữ nhi đã minh bạch thân thế của mình, từ nay về sau làm người thế nào, nữ nhi tự có chủ ý, không làm phụ thân phải lao tâm quản đến. Tiết Tung đương nhiên biết rõ bản lãnh của nữ nhi, trong lòng thầm nghĩ. Nó nếu muốn đi ta còn có biện pháp gì để ngăn cản. Hôm nay nó đến thương lượng cùng ta, có thể thấy nó đích thực không quên ân đức của ta, còn coi ta là phụ thân. Chỉ là nếu đắc tội với Điền gia như vậy, thì thật không hay, có thể chuốc hỏa. Hắn lại truyền ý niệm, nhưng nếu như không làm như vậy, nữ nhi đi rồi, Điền gia kêu ta đòi người, ta làm thế nào mà thu xếp. Như vậy cũng sẽ chuốc hỏa thôi. Chả không được, nghe nói sính lễ của Điền gia đang trên đường đưa đến, chỉ sợ 1-2 ngày nữa sẽ tới đây. Tiết Tung thấy hai đường đều khó, chủ trừ không quyết, chợt nghe bên ngoài phòng có tiếng ồn ào. Hắn để ý nghe thì nghe có tiếng của viên quản sự trong Tiết Độ Phủ nói. Ta có sự tình khẩn yếu, cần lập tức báo lên cho đại suất, ngươi vì sao lại cản trở. Nha hoàn trông cửa, hư một tiếng, nói. Đại suất đêm nay bị kinh hoàng, đang phải dưỡng thần, ngươi đừng có nói lớn giọng kinh động đến người. Tiết Tung lớn tiếng gọi. Ta đã tỉnh rồi, có chuyện gì vậy, bảo hắn lại đây. Sau đó liền thấp giọng phân phó Sử Nhược Mai. Ngươi tạm thời nấp sau bình phong. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Đêm khuya quản sự đến báo việc, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tâm niệm vừa khởi, nha hoàn đã dẫn quản sự kia tiến vào, hắn ta sau khi hành lễ liền nói. Tiểu nhân vốn không nên đến làm kinh động đại suất, nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn, quan hệ trọng đại, không dám không bẩm báo. Tiết Tung nhăn mặt trách mắng. Ngươi đừng rông dài nữa, nói dứt khoát xem là có chuyện gì. Quản sự nọ lắp ba lắp bắp nói. Sính lễ do Điền tướng quân đưa đến, trên đường đã bị người cướp mất rồi. Tiết Tung đại kinh hỏi. Là bị cướp ở nơi nào? Quản sự đáp. Là ở trong địa phận Lộ Châu của chúng ta. Tiết Tung hỏi. Là kẻ nào cướp đoạt? Quản sự đáp. Nghe nói là bọn cường đạo Kim Kê Lĩnh, còn có một thiếu niên, nghe nói là nhi tử của Đoàn Khuê Trương. Tiết Tung đại nộ, hét lên một tiếng nói. Đúng là tiểu tặc. Quản sự kia không hiểu ra sao, tiếp tục kể. Điền tướng quân phái người đến thông chi, nói là bị mất trong địa phận của chúng ta, y thỉnh đại xuất phụ trách tẩm nã. Y còn nói, đại xuất nếu như không có đủ người, y có 3.000 tên, ngoài Trạch Nam nguyện ý mang hết đi hỗ trợ đại xuất. Tiết Tung mặt tái mét, phất tay nói. Được rồi, ta đã biết, ngươi lui đi. Tại sao sắc mặt Tiết Tung lại tái mét như vậy? Nguyên lai, Điền Thừa Tự chiêu mộ 3.000 võ sĩ, lập thành một đạo gọi là Ngoài Trạch Nam, hắn lại nói muốn điều hết Ngoài Trạch Nam đến, đó chính là Giáp Tâm Sanh Sự, muốn thôn tính Lộ Châu của Tiết Tung, bảo sao Tiết Tung không vừa sợ vừa tức. Sử Nhượng Mai từ sau bình phong đi ra, che giấu nét hoan hỉ trên mặt nói. Phụ thân, việc này thật quá tốt rồi. Tiết Tung giận dữ cực điểm. Họa lớn đang tới, ngươi còn nói tốt cái gì? Ngươi không nghe quản sự đó nói sao? Điền Thừa Tự muốn mang toàn bộ Ngoài Trạch Nam của hắn đến. Sử Nhượng Mai cười nói. Sính lễ của hắn bị người ta cướp mất, không phải là việc tốt hay sao? Phụ thân chưa có nhận lễ của hắn, nói thoái hôn cũng rất dễ dàng, không cần mang lễ vật đi tới đi lui, nữ nhi ra đi cũng bình yên. Tiết Tung bị nàng khiến cho giờ khóc giờ cười, hồi lâu mới nói. Tuyến nhi, ngươi không nguyện đến Điền gia cũng không nên châm chọc ta. Ngươi không nghĩ cho ta, hắn bây giờ mất sính lễ, làm sao ta có thể làm ngơ. Hắn nói muốn cùng ta đi bắt tặc, đây rõ ràng là một lý do, bắt tặc là giả mà muốn chiếm Lộ Châu là thật. Hắn mang Ngoài Trạch Nam đến, ngươi nói ta làm thế nào mà ứng phó. Sử Nhượng Mai nói. Nguyên nhân là như vậy, phụ thân, người không sợ đắc tội với hắn, sao không để nữ nhi thử đi một chuyến, nói không chừng có thể tiêu trừ mối họa. Tiết Tung trong lòng đồng niệm nghĩ thầm. Nó nói cũng có lý, nếu như thành công, có thể dọa Điền lão đại sợ không dám ra tay, cùng lắm thì mất mạng của Hồng Tuyến, dù sao nó cũng không phải thân sanh nữ nhi của ta. Hắn liền lấy ra kim ấn tiết độ sứ, giả bộ nói. Trong tiết độ phủ của Điền Thừa Tự, võ sĩ như mây, ngươi đi phải cẩn thân coi chừng. Chà, giá như ta nghĩ ra biện pháp, ta sẽ không bất nhẫn cho ngươi phải mạo hiểm. Sử Nhượng Mai đóng ấn tín lên phong thư nói. Hài nhi tự mình biết cách hành sự, phụ thân an tâm. Ơn dưỡng dục nhiều năm, xin nhận của hài nhi một lạy. Sau khi nhất bái, nàng liền lập tức ra đi dấn thân phiêu lãng. Tiết Tung trong lòng cũng cảm thấy chút đau đớn, mất mát. Hắn biết từ nay về sau đã mất đi nữ nhi này, nhưng cũng không phải không có vui mừng, hài nhi này là người trọng đạo, nó đã biết thân thế của mình, nhưng vẫn không quên báo ơn ta. Lại nghĩ đến trước đây bản thân mình đối đãi với cha mẹ Sử Nhượng Mai ra sao, bất giác mặt hắn có chút nóng ran. Sử Nhượng Mai ra khỏi tiết độ phủ, đột nhiên cảm thấy trời đất rộng mở, từ nay về sau ta sẽ là nhi nữ giang hồ. Trong lòng tràn đầy vui sướng phấn chấn, sau này tương ngộ trên giang hồ chàng chắc sẽ không coi thường ta nữa. Từ khi nàng biết Đoàn Khắc Tà là hôn phu của mình, trong lòng nàng lúc nào cũng quanh đi quẩn lại nghĩ đến chàng. Nàng lúc thì hoan hỉ, lúc chợt âu sầu, chàng nhân phẩm tốt, võ nghệ cao cường, tướng mạo lại càng anh tuấn. Nam tử như vậy đích thực thế gian hiếm có. Nghĩ đến nam tử như vậy là trượng phu của mình, nàng không khỏi mặt mũi ửng hồng, trong lòng ngầm sung sướng. Thế nhưng nàng nghĩ đến việc chàng vào phủ, vừa mới quen biết đã diễn khai trường quyết liệt, tình nghĩa phu thê này chỉ sợ sẽ chia phôi như vậy, trong lòng lại âm thầm sầu muộn không thôi. Sử Nhượng Mai kiêm trình bôn ba, 7 ngày sau thì đến được Ngụy Bắc, bây giờ là Hà Bắc. Phong tục xã hội thời đường, quan hệ nam nữ không nghiêm ngặt như sau này, theo nhà sử học Trần Dần là khảo chứng, nguồn gốc của Lý Đường vốn xuất thân từ di tộc, nên khuê môn thất lễ được xem thường. Lễ giáo phong kiến, nam nữ thủ thù bất thân, là từ giữa đời Tống sau này mới có, trải qua sự đề xướng của các học giả mới trở thành phong tục xã hội. Đặc biệt tại phía Bắc Trung Quốc, Hán Hồ lẫn lộn, phụ nữ xuất hiện nơi thành đông đường lớn càng là việc bình thường. Sử Nhượng Mai đóng làm một nữ tử mãi võ, đến Ngụy Bắc, mặc dù chỉ có một thân, nhưng cũng không khiến mọi người đặc biệt chú ý. Đêm đó, Sử Nhượng Mai thay y phục giả hành đi thăm dò tiết độ phủ của Điền Thừa Tự. Nàng tuy khinh công tuyệt diệu, kiếm pháp cao cường, nhưng đây là lần đầu xuất đảo, trong lòng có điểm thấp thỏm bất an. Ta đã mạnh miệng nói ra, mà lại sợ khó quay về thì đâu còn mặt mũi nào. Lại không khỏi âm thầm buồn cười, chàng lẻn vào tiết đồ phủ của phụ thân ta, ta mắng chàng là tiểu tặc, không ngờ hôm nay ta cũng trồm tiến vào tiết đồ phủ của Điền Bá Bá, làm một tiểu tặc. Sử Nhượng Mai vượt qua tường phủ, tiến vào hầu viên của tiết đồ phủ. Trong hầu viên rất tĩnh lặng, không phát hiện bất kỳ võ sĩ gác đêm qua lại. Nàng đợi một chút, thậm chí ngay cả tiếng báo canh cũng không nghe thấy. Sử Nhượng Mai trong lòng thầm thấy kỳ quái. Nghe nói tiết độ phủ của Điền Bá Bá căn phòng rất nghiêm ngặt, ngoài trạch nam 3.000 người thay phiên nhau tuần đêm, làm sao ta lại không thấy một ai, chẳng lẽ lời đồn thất thiệt. Xem tình cảnh này, phòng vệ trong phủ của y so với cha ta còn không bằng. Sử Nhượng Mai thêm can đảm, từ giữa hầu viên đi thẳng vào, đi được một hồi, hốt nhiên phát hiện có hai võ sĩ canh bên cạnh giả thạch sơn, mỗi bên một tên, trông im lìm như tượng gỗ, không hề nhúc nhích. Sử Nhượng Mai lúc mới phát hiện hai võ sĩ này, tuy không kinh hoàng, nhưng trong lòng cũng tự đề phòng, chưa có chủ ý, không biết nên bất ngờ điểm huyệt đạo bọn họ hay là tìm đường khác đi. Chờ một lúc lâu, nàng phát hiện thần tình hai võ sĩ này rất kỳ dị, không phải ngẫu nhiên mà đứng tại đây. Nhân vì tư thái của bọn họ không có một điểm biến động nào, một người cử trường mâu, một người cử thiết chùy giơ lên, trông giống như thạch nhân vậy, bộ dạng tựa đang tiếp chiến. Sử Nhượng Mai thầm nghĩ, đây là người thật hay là người giả? Lại tiến lên xem, nàng mới biết nguyên lai là bọn họ sớm đã bị người điểm huyệt. Sử Nhược Mai không khỏi vừa kinh vừa mừng. Nguyên là sớm đã có người đến trước ta, là ai vậy? Không lâu sau, nàng lại phát hiện liên tiếp có mười mấy võ sĩ bị điểm huyệt đào cứng đờ. Sử Nhược Mai càng lấy làm kỳ quái, dường như đây đều là do một người làm, người nào mà có thân thủ nhanh nhẹn như vậy, thật bất khả tự nghị. Sư phụ ta thường nói thiên ngoài hữu thiên, nhân ngoài hữu nhân, lời này quả thực không sai. Xem ra người này hẳn là địch nhân của Điền Bá Bá, chắc sẽ không làm khó cho ta. Tiết đồ phủ của Điền Thừa Tự so với Tiết Tung càng hùng vĩ hơn, phòng ốc la liệt cao cao thấp thấp, tầng tầng lớp lớp, tổng cộng đến mấy trăm gian. Sử Nhượng Mai đang giàu lòng vì không biết phải mất bao nhiêu công phu mới có thể tìm ra được nơi ở của Điền Thừa Tự, nào ngờ lại không phí một chút công phu nào, sự tình dễ dàng đến không ngờ. Nàng phi thân lên một nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống, đang lúc quan sát bốn phía, chợt nghe thấy tiếng hô hô, khu khu, hiu hiu, quắc quắc, đủ loại âm thanh hỗn hợp lại thành chuỗi âm thanh quái lạ truyền tới. Sử Nhượng Mai lần theo hướng phát ra âm thanh nọ, đến một gian đại ốc liền kề với sân. Nàng từ trên nóc nhà nhìn xuống, bất giác vừa giận lại vừa buồn cười. Trước mắt nàng chính là một hoạt cảnh vừa phi thường cổ quái lại thú vị, chỉ thấy trong sân và hai bên hành lang, ngổn ngang, nơi này một đống, nơi kia một đống các võ sĩ, toàn bộ đều ngủ say như chết. Âm thanh quái lạ nọ là tiếng ngáy của các võ sĩ này. Sử Nhượng Mai nghĩ thầm, cái này nhất định là vì dị nhân đến trước ta làm ra, không ngờ được y lại quá thần thông, làm nhiều võ sĩ như vậy, cả đám ngủ say như chết. Có rất nhiều võ sĩ canh đêm như vậy, không hỏi cũng biết đây đương nhiên là nơi ở của Điền Bá Bá. Sử Nhượng Mai đồng thân xuyên qua hành lang, cố hết sức tránh không chạm đến các võ sĩ này, quả nhiên tìm được tẩm thất của Điền Thừa Tử. Đó là một gian phòng thật lớn, bên trong cảnh tượng hơi buồn cười. Chỉ thấy ánh sáng nhạt nhòa, lò hương tỏa ngát, thị nữ xung quanh có gầy có béo, tổng cộng hơn mười mấy người, có kẻ đầu dựa bình phong ngáy ngủ, trong tay còn cầm phất trần, có kẻ bên dưới ngủ tay còn bưng chậu rửa gục đầu xuống ngực, có kẻ vừa quỳ vừa ngửa ra sau ngủ. Muôn hình muôn dạng, đều khiến cho người khác không tránh khỏi cảm giác buồn ngủ. Sử Nhượng Mai thầm nghĩ, Điền Bá Bá thực là biết hưởng phước, chỉ việc đi ngủ cũng cần nhiều nha hoàn cơ thiếp phục thị, hoang dâm như vậy, phải cho y một chút giáo huấn. Sử Nhượng Mai cũng đã nhận ra Điền Thừa Tự, nàng mở khai trướng sàng, chỉ thấy ngủ trên giường quả nhiên là Điền Thừa Tự. Đầu gối lên văn tư được bao hoàng nghị, vải vàng, trước gối lộ ra một thanh thất tinh kiếm, phía trước kiếm là một kim hạp, chiếc hộp đang mở, trong hộp chứa thư xanh thân giáp và bắt đầu thần danh. Nguyên lai Điền Thừa Tự vốn rất mê tín. Những thứ này dùng để giải tai ương. lại phục thêm hương mỹ chân quý hiếm rắc lên trên. Sử Nhượng Mai thầm nghĩ, vừa hay ta lấy chiếc hộp này, giao cho dưỡng phủ làm bằng tín. Nàng liền thu lấy kim hạp và bỏ lại phong thư có đóng ấn tín của Tiết Độ phủ Lộ Châu vào vị trí kim hạp. Sử Nhượng Mai sau khi xong xuôi, đang muốn rời khỏi, mắt chợt liếc thấy trên kỳ án bằng đàn mộc có một phong thư dùng một thanh chùy thủ dài chừng 7 thốn găm xuống. Kỳ án nằm giữa phòng nên rơi ngay vào tầm mắt nàng. Sử Nhượng Mai thầm nghĩ, nguyên lai là người kia cũng giống ta, đều là đến Ký Đao Lưu Giản. Nhất thời hiếu kỳ nổi lên, nàng bước đến nhổ thanh chùy thủ, mở phong thư ra, vừa nhìn xuống không khỏi vừa vui mừng lẫn kinh ngạc tựa hồ ngây ngốc. Vốn là trên phong thư chỉ có đúng 24 chữ lớn, viết rằng tiền bạc ngân khố, mang làm sính lễ, của cải bất nghĩa ai cũng thể đoạt, nếu dám truy cứu, lấy đầu của ngươi. Ngoài 6 câu này, phía sau còn có 3 chữ lớn ghi danh tự, chính là Đoàn Khắc Tà. Sử Nhượng Mai trong lòng sao động, vừa mừng vừa kinh, thì ra là chàng. Không biết chàng đã đi chưa? Ta có nên gặp chàng hay không? Đang lúc tâm tư bất định, chợt nàng nghe thấy tiếng đô đô của người phát giác ra chuyện, lập tức sau đó có người hô lớn. Không hay rồi, có tặc nhân đột nhập vào. Chỉ trong chốc lát tiếng người ồn ào, nghị luận ầm ĩ, có người lại hô. Ối chà, đây có 2 người bị điểm huyệt đạo, ta không giải khai được, nhanh đi thỉnh sư phụ lại. Ôi trời, có quỷ, thế nào mà những người này đều ngủ hết cả, gọi hết tỉnh lại. Đầu ngốc, đây theo như người ta nói là bị chúng mê hương. Tạm thời không cần lý đến bọn họ, nhanh đi bảo hộ đài xuất. Sử Nhượng Mai cất kim hạp đi, lòng thầm nghĩ, giờ không đi còn đợi khi nào. Nàng liền vung kiếm phá cửa sổ phóng ra. Những võ sĩ kia chính đang hướng bên này chạy đến, ầm ĩ kêu lên. Tặc nhân đến. Vài người nhanh chóng chạy đi bảo hộ đài xuất của bọn họ, vài người thì truy theo tù tiến, phi tiêu, các loại ám khí ồ ạt phóng ra. Sử Nhượng Mai thi triển khinh công Bát Bộ Cản Thiền, vài lần nhất thân, đã vượt qua 3 hòn giả sơn, ám khí phía sau nàng bay tới như mưa nhưng đều không kịp nàng, nói gì đến đám võ sĩ nọ. Đám võ sĩ này thấy dưới ánh trăng mông lung, gió nhẹ nhẹ, chỉ loáng thoáng một bóng đen, ngay lập tức đã biến mất, không thấy rõ tặc nhân là nam hay nữ. Chúng hỗn loạn nhốn nháo hỏi nhau. Tặc nhân chạy hướng nào? Sử Nhượng Mai cười thầm, Điền Bá Bá nuôi 3000 tên ngoài Trạch Nam, nguyên lai đều là bọn tốn cơm. Tâm niệm vừa qua, nàng chợt nghe một tiếng quát. Tặc nhân ở bên này. Tiếng hô vừa vang lên, một ngọn phi tiêu phóng tới. Sử Nhượng Mai nghe tiếng phi tiêu xé gió, rất mạnh mẽ, vượt hơn tất cả ám khí mà đám võ sĩ vừa rồi phóng ra. Nàng không dám khinh thị, hồi kiếm chém ra, đánh rớt phi tiêu. Ngay sau đó lại tiếp ngọn thứ 2, thứ 3 phóng đến. Sử Nhượng Mai trong lòng nổi giận, muốn cho đối phương biết tay, liền chớp đồng thân mình, nhường phi tiêu thứ 2 lướt qua, trảo thủ chụp lấy ngọn thứ 3, phất ngược trở lại. Người kia đang muốn phóng tiếp ngọn phi tiêu thứ 4, chợt thấy hàn quang lóe lên, tránh không kịp, dĩ nhiên bị chính phi tiêu của mình quay lại đả thương, trúng đầu lưu huyết. Đây là Sử Nhượng Mai không có ý đả thương người, nếu không hắn làm sao còn có thể toàn mạng. Người kia kêu lớn. Tặc nhân lợi hại, sư phụ nhanh đến, ở bên này. Ngay lập tức có người ứng tiếng. Các ngươi không cần hoảng hốt, ta đến đây. Thanh âm vừa mới phát ra bắt đầu từ nơi rất xa, chỉ trong chớp mắt đã đến gần, thanh âm nọ âm vang sang sảng tựa như tiếng thép va vào nhau, chói tai vô cùng. Sử Nhượng Mai không khỏi chấn động, thầm nghĩ, lão ma đầu này làm thế nào lại ở trong phủ của Điền Bá Bá. Không xong rồi, ta không phải đối thủ của hắn. Nguyên lai, Sử Nhượng Mai nhận ra âm thanh này, người đang vội vàng đến truy cản không phải ai xa lạ, chính là đại ma đầu đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, đã nhiều năm trước từng làm đại nội tổng quản của An Lộc Sơn, được người đời gọi là Dương Mục Lao. Sử Nhượng Mai chẳng những biết được danh đầu của y, hơn nữa còn từng chứng kiến bản lãnh của y. Nàng khi 10 tuổi, khi ấy dưỡng phụ nàng Tiết Tung còn là một viên đại tướng dưới trướng An Lộc Sơn, có một lần ở Ly Sơn hành cung cùng quần thần Đại Yến, để chiêu đãi sứ giả phiên bang muốn ra sức phô trương sức mạnh quân sự. Tiết Tung cùng với phó tướng của y là Niếp Phong cũng phải đến dự yến tiệc. Sử Nhượng Mai cùng với nữ nhi Niếp Ẩn Nương của Niếp Phong giả trang làm nam hài tử cùng với nữ nhi của Lục Lâm Minh chủ Vương Bá Thông là Vương Yến Vũ trà trộn vào hành cung xem náo nhiệt. Ngay giữa lúc yến tiệc phát sinh sự kiện Thiết Ma Lạc đại náo Ly Sơn hành cung, Vương Yến Vũ xuất thủ trợ giúp Thiết Ma Lạc đại chiến với Dương Mục Lao. Nàng cùng với Niếp Ẩn Nương không biết lợi hại, cũng tương trợ Vương Yến Vũ giao chiến, bọn họ đánh thương được vài vệ sĩ của An Lộc Sơn, thiếu chút nữa thì chúng phải độc thủ của Dương Mục Lao. Dưỡng phụ Tiết Tung của nàng cũng vì chuyện này mà chịu liên lụy, vạn bất đắc dĩ phải phản lại An Lộc Sơn. Sử Nhượng Mai nghe thấy thanh âm của Dương Mục Lao từ phía xa lại gần, chính thì là từ phía đối diện nàng truyền lại, không khỏi dùng mình, nếu như đụng phải lão ma đầu này, chỉ sợ không đào thoát được. Phía trước không đường, phía sau có truy binh, Sử Nhượng Mai gấp quá mà sinh kế, chọn hướng không có Dương Mục Lao, vội vàng bay qua đầu tường trốn vào giữa vườn đến một gian phòng. Trong lòng nàng thầm nghĩ, trong Tiết Đồ phủ này có đến mấy trăm căn phòng, bọn họ vì tất đã khám xét đến phòng này, ta tạm lánh ở đây một lát có thể tìm cơ hội đào tẩu. Đột nhiên nghe bên trong phòng có thanh âm của một nữ nhân nói. Đại công tử, ngươi còn không nhanh đứng dậy, ngươi nghe bên ngoài huyên náo dữ dội vậy, dường như có chuyện gì. Có tiếng nam nhân vênh váo nói. Mặc kệ xảy ra sự tình gì. Nàng bồi ta ngủ tiếp đã. Chúng ta khó khăn lắm mới có thể ở một chỗ. Nữ nhân kia kêu lên. Không hay, ngươi nghe xem, bọn họ kêu là bắt trộm. Nam nhân cười nói. Trừ phi cháy nhà ta còn có chút lo lắng, trộm vào, nào có gì đáng sợ. Phụ thân ta có 3.000 ngoài trạch nam, gần nhất lại còn thỉnh được giang hồ đỉnh đỉnh đại danh thất bộ truy hồn Dương Mục Lao, một tên tiểu tặc bắt hắn dễ như trở bàn tay. Mị nương, thân nương, mẹ ruột của ta, nàng lại tiếp thương ta thật vất vả lắm mới có được nàng vào tay, nàng đừng bắt ta đứng dậy. Nữ nhân nọ xì một cái yêu mị nói. Thật là không biết kiếp trước thiếu ngươi điều gì, kiếp này mới bị ngươi làm mệt như vậy. Nhưng nếu có người đến tìm trộm ta còn giấu mặt đi đâu được. Cha ngươi mà biết thì càng tệ hơn. Ngươi gọi ta là thân nương ta không dám đảm đương đâu, xấu tốt gì ta cũng là di nương của ngươi. Nam nhân kia cười nói. Nàng nếu sợ bị người ta nhìn thấy, vậy càng nên trốn ở trong phòng này. Di nương tốt, nàng an tâm, ta không cho bọn họ tiến vào, ai dám lại đây khám chứ. Sử Nhượng Mai nghe qua, mới biết nữ nhân trong phòng chính là cơ thiếp của Điền Thừa Tử, còn nam nhân kia, chắc chắn là nhi tử bảo bối của y, cũng là Điền Đại Công Tử, người mà Tiết Tung luôn miệng xưng tán, muốn đem nàng gả cho hắn. Sử Nhượng Mai vô ý khám phá ra gian tình, trong lòng không khỏi tẩm lợm, vừa chán ghét lại vừa xấu hổ, thầm nghĩ thực là một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ. May mắn ta sớm đã định chủ ý, không có ứng chịu bọn họ. Nếu như phải gả cho tên cầm thú này, thực là chết còn tốt hơn. Sử Nhượng Mai tâm niệm chưa dứt lại nghe thấy giọng điệu yêu mị của nữ nhân kia cười lên quái đản. Nhi tử ngoan, tâm can bảo bối của ta, ngươi bây giờ mê luyến lão nương, chờ đến khi tân nhân đến đây, ngươi trong lòng còn có ta không? Nam nhân kia đáp, ta nếu như quên nàng, sẽ chết không được tử tế. Ta cũng không có sợ lão bà của ta. Nữ nhân nói, ngươi đừng có nói những lời dễ nghe nữa, ta biết tân nương của ngươi là tiểu thư của Tiết Độ Sứ. Nam nhân nói, tiểu thư Tiết Độ Sứ thì sao? Ta cũng không phải công tử Tiết Độ Sứ sao? Nữ nhân kia cười nói. Còn nghe nói rằng vì Tiết tiểu thư này võ nghệ cao cường, ngươi đó, ngươi còn không phải là đối thủ của nhân gia. Nam nhân kia đáp lại. Nói bậy, nàng đừng vội xem thường ta, ta cũng là văn võ toàn tài, cô nàng đó ước chừng là học kiếm pháp của Tiết Tung, người khác thì không tán tùng không được, ta không tin một tiểu nha đầu lại có thể có võ công gì, nàng mở mắt mà xem nhé, ta cưới vị tiểu thư đó về, nàng ta vừa vào cửa ta trước tiên sẽ cho nàng ta một trận hết còn dám oai. Nữ nhân kia lại cười hỏi. Ngươi thực định ngày đầu tiên sẽ đánh vợ sao? Nam nhân vênh váo. Rồi nàng xem ta không bắt cô ta ngoan ngoãn phục tùng an phần, ta không phải là nam tử Hán đại trượng phu. Sử Nhượng Mai nghe đến đây thì vừa tức giận, lại vừa buồn cười, thầm nghĩ, đôi cẩu nam nữ này, ta nếu không trừng trị bọn chúng, không biết bọn chúng còn tiếp tục nói những lời ô uế gì nữa, làm nhơ bẩn lỗ tai ta. Lập tức nàng một kiếm chém gãy xong cửa sổ, theo cửa sổ mà nhảy vào. Điền Thừa Từ vốn xuất thân là Lục Lâm đại đạo, nhi tử của hắn cũng biết một chút công phu, nhưng làm sao có thể so với Sử Nhược Mai. Hắn ái trà, một tiếng từ trên giường nhảy xuống, tay quyền còn chưa kịp đánh ra đã bị Sử Nhược Mai giữ lại, điểm luôn vào huyệt đạo hắn. Nữ nhân kia run lẩy bẩy, cầu xin. Đây là công tử ép buộc tôi, không phải tôi cam tâm tình nguyện. Ả tưởng là Điền Thừa Từ phát giác ra gian tình, đặc biệt phái người đến chóc gian. Trong bóng đêm, Ả lại không biết người tiến vào là một nữ tử. Sử Nhược Mai sợ Ả kêu lên khiến người bên ngoài nghe thấy, lập tức điểm huyệt đạo Ả, đầu ngón tay nàng vừa chạm tới, chỉ thấy mềm mại nhẵn nhụi, nguyên do là phía trên thân nữ nhân kia đã cởi bỏ hết áo. Sử Nhược Mai bất giác mặt đỏ bừng, trong lòng thầm mắng, đúng là một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ, nàng liền cho Ả một cước đá Ả chui vào gầm giường. Sử Nhược Mai đang muốn tiếp tục xử lý nhi tử bảo bối của Điền Thừa Tự, hốt nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng Dương Mao Lục hét lớn. Tiểu tặc chạy đi đâu? Sử Nhược Mai thấy vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ hắn có con mắt nhìn xuyên được qua tường? Đúng lúc này thì nghe thấy tiếng cười ha hả của một thiếu niên vang lên. Lão tặc, ta vốn muốn đi, lại thấy ngươi ở đây, ta không muốn đi nữa, ngươi mở to độc nhãn ra xem có còn nhận ra ta không. Sử Nhược Mai trong lòng nhảy dồn lên, vừa mừng vừa sợ, nói không ra lời. Nguyên lai chính là thanh âm của Đoàn Khắc Tà. Nàng ném nhi tử bảo bối của Điền Thừa Tự xuống đất, lấy hắn làm chỗ để chân, giẫm lên lưng hắn, vừa vặn kề vai được tới song cửa sổ. Chỉ thấy hai bóng đen giống như hai cặp phi điểu từ hai phương bay tới đụng nhau. Ầm một tiếng, bóng đen cao lớn bên phải chân đạp trên mặt đất liên tiếp thối lui vài bước, bóng đen nhỏ gầy bên trái lăng không chuyển mình lấy cân bằng, tư thế mỹ diệu, phiêu giật dị thường đáp xuống. Hán tử cao lớn hét lớn. Hay lắm tiểu tặc họ Đoàn, lão phu chính là đang muốn tìm ngươi đây. Nguyên lai, đánh mù con mắt của Dương Mục Lao chính là vào 7 năm trước, trong lần tao ngộ thứ nhất với cha con Đoàn Khuê Trương, hắn bị Đoàn Khắc Tà đánh hỏng một mắt. Hôm nay đúng là cửu nhân gặp mặt nên đặc biệt giận dữ. Đoàn Khắc Tà cười nói. Lão tặc, ngươi không sợ cả hai mắt đều mù thì lên đây. Dương Mục Lao hét lớn một tiếng. Tiểu tặc còn dám xính cường, nạp mạng đi. Tiếng đồng ầm ầm vang lên, song trưởng của y cùng phát ra, mơ hồ mang theo tiếng cuồng phong lôi vũ. Dương Mục Lao khí hận lên cực điểm, nhưng hắn vừa trải qua lần chạm trưởng mới rồi, biết rõ công lực của Đoàn Khắc Tà nay đã vượt xa hơn trước, mặc dù đang đồng nộ cũng không dám nông nổi, một trường này của hắn kiêm cả công lẫn thủ, quả nhiên lợi hại phi thường. Đoàn Khắc Tà cười lạnh nói. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này, hãy xem ai lấy mạng ai. Chàng nhanh chóng vung trường kiếm, kiếm quang chớp động, liền đạp trung cung, phi thân trực tiến, mũi kiếm chỉ vào tuyền kỳ huyệt trước ngực Dương Mục Lao. Trong võ học có câu, đao tẩu bạch kiếm tẩu hắc, ý muốn nói, dùng đao thì thích hợp chém ngay chính diện, dùng kiếm thì thích hợp với thế tấn công nghiêng. Nhưng Đoàn Khắc Tà từ thì bản thân thân pháp khinh linh, vừa rồi chạm chiêu thấy vô hại, cho nên liều lĩnh, vừa ra tay đã dùng kiếm pháp lăng lệ, phi thân tiến thẳng, dĩ nhiên là không đặt Dương Mục Lao trong mắt. Dương Mục Lao được xưng là thất bộ truy hồn, tạo nghệ bộ pháp, trường pháp của hắn thật hơn người, công lực so với Đoàn Khắc Tà cũng thắng hơn một bậc. Đoàn Khắc Tà vừa rồi chạm chiêu vô hại, là do chàng ra tay vừa cương mãnh vừa linh hoạt. Dương Mục Lao, một trường này kiêm cả thủ lẫn công, theo thế tiến của địch nhân mà biến hóa, có thể chỉ trong sát na lập tức chuyển sang thế công, hoặc cũng có thể chuyển sang thế thủ, quả nhiên là biến hóa rất khó lường, thần diệu vô cùng. Đoàn Khắc Tà phi thân trực tiến, chính là hợp với ý muốn của hắn, hắn đột nhiên thối lui một bước, trường lực toàn bộ triệt hồi, kéo về che chở trước ngực. Đoàn Khắc Tà một kiếm phóng tới. hốt nhiên cảm giác một luồng tiềm lực vô hình tràn ngay trước mặt, tựa như đồng phải một bức tường đồng vách sách kiếm thế bị ngăn trở mất một hai thốn, mũi kiếm còn chưa tới được tâm khẩu của Dương Mục Lao, kiếm chiêu đã xử hết. Dương Mục Lao thừa dịp kiếm chiêu của chàng đã dùng hết, đồng thời hét lên một tiếng lớn, song trường từ ngang ngực đẩy ra, trường lực như bài sơn đảo hải, tận lực phóng ra. Lúc này có rất nhiều võ sĩ chạy đến, còn có không ít gia nhân tay cầm đuốc tiến hành lục soát trong hoa viên. Sử Nhượng Mai dựa bên cạnh cửa sổ nhìn ra, mặc dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng khả dĩ cũng phân biệt được ai công ai thủ, ai chiếm thế thượng phong. Nàng thấy đoàn Khắc Tà khinh địch tấn công, những người xung quanh la hét tự phát giác không ổn. Lúc này lại đột ngột thấy song trưởng của Dương Mục Lao đồng thời phát ra, đoàn Khắc Tà nhân vì chiêu số đã hết, cự ly lại quá gần, toàn thân đều đã bị bao phủ dưới trường thế của đối phương. Sử Nhược Mai không khỏi chấn động kinh hãi, thiếu chút nữa đã kêu lên. May mắn nàng không thất thanh kinh hoàng, vì ngay trong sát na nguy cấp đó, hốt nhiên thấy đoàn Khắc Tà sử dụng khinh công siêu chắc tuyệt, thân hình bay lên khỏi mặt đất vừa vặn đúng lúc nhượng cho trường lực của Dương Mục Lao vượt qua. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ oanh thật lớn như sét đánh, nguyên lai một chưởng của Dương Mục Lao đảo qua, không đánh trúng đoàn Khắc Tà, liền kích vỡ một phiến đá thái hồ, đá vù bay tán loạn tựa như liên châu đàn phát, đánh thương vài tên ngoài trạch nam của Điền Thừa Tử. Đám võ sĩ này biết không thể tiến vào, liền lùi ra xa. Nói thì chậm, nhưng diễn biến rất nhanh, đoàn Khắc Tà bay lên không xoay người một cái, chân chưa chạm đất bảo kiếm đã lăng không đâm xuống, nhằm Ngọc Trẩm, Minh Di, Sơn Lăng, Dương Cốc, Duy Kiều năm đại Việt của Dương Mục Lao phóng đến. Dương Mục Lao xoay tít thân mình một vòng, ống tay áo vung lên, vươn ba ngón tay móc vào mạch môn đoàn Khắc Tà. Chỉ nghe một tiếng suy, kiếm quang lướt qua, một nửa tay áo của Dương Mục Lao đã bị cắt đứt, nhưng bảo kiếm của đoàn Khắc Tà cũng bị hắn phất trúng một cái, kiếm thế không thể đâm ra đúng với phương vị đã định, kết quả là không trúng một huyệt đạo nào. Đoàn Khắc Tà thân hình chớp lên, tránh khỏi một chảo của Dương Mục Lao, cảm thấy trên mạch môn có chút tê buốt. Đoàn Khắc Tà không khỏi dùng mình, trường lực của lão ma đầu quả nhiên lợi hại, ta không thể khinh địch được. Hai người lại tiếp tục giao thủ, đoàn Khắc Tà sử ra kiếm pháp sư truyền, viên công kiếm pháp, khinh linh mãnh liệt tấn công cùng một lúc, khi tiến thì như khỉ vượn truyền cành, lúc lui thì nhanh tựa long xà, tung lên như thần ương phi thiên, đánh xuống như mãnh hổ vồ mồi, tiến thì công lui thì thủ, biến hóa như gió thổi lá rơi, nhanh như chớp giật, bốn phương đều có thân ảnh của chàng. Công lực của Dương Mục Lao so với đoàn Khắc Tà cao hơn một bậc, nhưng khinh công của đoàn Khắc Tà lại thật sự cao minh. Trường lực của Dương Mục Lao có thể đánh bạt kiếm của chàng đến gần, nhưng không thể đánh trúng thân thể chàng. Vì song phương công lực như không hơn kém nhiều, Dương Mục Lao chỉ bằng vào phách không trường lực, nên không thể đả thương đoàn Khắc Tà. Bởi vậy khi song phương đều xuất ra bản lãnh toàn thân, đoàn Khắc Tà quả nhiên chiếm thượng phong, giữ lấy thế công. Nhưng Dương Mục Lao cũng giữ thế thủ rất vững, hắn cước đạp phương vì cửu cung bát quái, có trường lực hùng hậu hộ thân, lại bộ pháp tránh né ảo diệu. Đoàn Khắc Tà mặc dù chiếm 8 phần thế công, nhưng trong nhất thời cũng không thể công phá thế trận ngự của hắn. Sử Nhược Mai xem thấy mà trong lòng nở hoa, âm thầm tự nhủ, chàng bất quá có niên kỷ bằng ta, không ngờ lại đạt tới mức như vậy, thực khiến cho người ta bội phục. Nàng lại nghĩ tiếp, nguyên lai đêm đó khi chàng giao thủ cùng ta, đã thầm ra tay lưu tình, tối đa chỉ sử dụng 5 phần bản lĩnh. Đáng tiếc ta lại không biết tốt xấu, ngược lại nhục mạ chàng. Nghĩ đến đây nàng lại vừa cao hứng, vừa hối hận. Cao hứng vì trượng phu anh hùng như vậy, sau lại hối hận vì mình gặp mặt mà bỏ qua. Nghĩ đến quên mình, bất giác nàng dùng lực dầm mạnh một cái. Nhi tử bảo bối của Điền Thừa Tử được lấy làm chỗ đặt chân, vì cái dầm này mà chết đi sống lại, hắn bị điểm huyệt đạo kêu không thành tiếng, chỉ phát ra tiếng ô ô trong cổ họng. Sử Nhược Mai đang lúc suy nghĩ miên man, chợt nghe tiếng hoan hô của đám võ sĩ nọ ầm lên, thi nhau nói. Khấu thống lĩnh đến rồi, khấu thống lĩnh đến rồi. Hai bên tách ra, một đại hán đầu beo to lớn vạm vỡ chạy đến. Nguyên lai người này là Khấu Danh Dương, thống lĩnh của ngoại trạch nam. Đám ngoại trạch nam nhân vì đêm nay chịu thiệt hại, lại bị Dương Mục Lao khinh thị, trong lòng mang hận, liền có người cố ý nói. Khấu thống lĩnh, ngài đến vừa đúng lúc, tiểu tặc này lợi hại quá, Dương tiên sinh chỉ sợ không đối phó nổi. Khấu Dương Danh hừ một tiếng nói. Một kẻ dùng mê hương thì chỉ là tiểu tặc hàng tam lưu, có được bao nhiêu bản lãnh. Các ngươi đứng hết qua một bên xem thủ đoạn của ta đây. Lập tức hắn hùng hổ lao đến, oang oang nói. Dương lão tiên sinh đừng vội hoảng hốt, ta đến giúp ông một tay đây. Nguyên lai, Đoàn Khắc ta có mang mê hương bí chế của sư huynh Không Không Nhi lại là thiên hạ đệ nhất thần thâu. Mê hương y chế ra chính là thiên hạ độc bộ, so với loại mê hương trên giang hồ thường dùng là kê minh ngũ cổ phản hồn hương lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Đoàn Khắc tà nhân bởi vì võ sĩ của Điền Thừa Tự quá đông, chàng lại tránh phải sát thương nhiều, mặt khác chàng cũng có nhiều ít tâm tính ham chơi đùa của tiểu hài nhi, muốn thử xem hiệu lực mê hương của sư huynh, nên mới mang ra dùng. Lần này vốn là chàng có hảo tâm, nhưng không ngờ ngược lại khiến cho Khấu Dương Danh chửi thành, hạ tam lưu tiểu tặc. Những võ sĩ ngủ say như chết mà Sử Nhược Mai nhìn thấy chính là do Đoàn Khắc tà dùng mê hương đánh mê, trong đám đó có cả Khấu Danh Dương, nhưng hắn công lực cao thâm, bị chúng mê hương, thân thể tự nhiên sinh ra kháng lực, do vậy hồi tỉnh trước tiên, đùng đùng nổi giận, lập tức đuổi tới. 7 đệ tử của Dương Mục Lao và hắn tại Điền Phủ mang thân phần khách khanh, không cần gác đêm cho Điền Thừa Tử, vì vậy cũng đều không bị mê hương. Sở dĩ vậy mà người đầu tiên phát hiện ra Đoàn, Sử hai người là đệ tử của Dương Mục Lao, sau đó Ngoại Trạch Nam và gia đình của Điền Phủ mới từ bên ngoài kéo vào truy bắt. Những Ngoại Trạch Nam phụ trách canh gác hôm nay, trừ có Khấu Danh Dương ra, đều còn chưa tỉnh, do vậy không có ai đến đây. Đoàn Khắc tà giận dữ nói. Tốt lắm, ngươi chửi ta là tiểu tặc hạ tam lưu, ha ha, ta nếu là hạ lưu, ngươi sớm đã mất mạng rồi. Ngươi biết ta vì sao mà phải dùng mê hương không? Ta vì sợ các ngươi ăn cơm của Điền Thừa Tử, không thể không vì hắn mà bán mạng, nếu như các ngươi tỉnh táo, các ngươi sẽ không thể không cùng ta đồng thủ, bảo kiếm của ta không có mắt cũng sẽ không tránh khỏi ngộ thương các ngươi. Ai ngờ ngươi lại đại ngốc như vậy. Quả nhiên không thấy lòng tốt của người, lại muốn giả làm hảo hán, người mặc dù đã tỉnh, khả dĩ cũng có thể giả trang chưa tỉnh, vì cái gì mà muốn đến trường náo nhiệt này cùng với lão ma đầu chịu chết, thật là ngu không thể nói. Đoàn Khắc ta bất quá mới chỉ là hài tử 16-17 tuổi, trong lòng nghĩ sao nói vậy, nhưng lần này lại khiến Khấu Danh Dương tức giận đến thất khiếu bốc khói, ngửa mặt lên trời cười rộ nói. Ngươi là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, dám nói lời to tát, ngươi có bản lãnh gì khả dĩ đả thương ta. Được, ta cũng không muốn lấy mạng ngươi, trước tiên bắt ngươi đánh 300 gậy. Hắn nhanh chóng phi thân tiến đến, vừa ra tay là sử dụng công phu phân cân thố cốt thủ. Khấu Danh Dương cũng là một hành gia võ học, mới nhìn qua vài chiêu cũng không phải là hắn không biết kiếm pháp của Đoàn Khắc tà rất tinh diệu. Nhưng thứ nhất là do hắn quá tự thì phân thân thác cốt thủ là thiên hạ vô song, hơn nữa lại đã luyện thành hỗn nguyên nhất khí công, khi cần chiến chưa bao giờ thất bại. Thứ hai là hắn biết Đoàn Khắc tà khi giao đấu cùng Dương Mục Lao trưởng lực hùng hậu ra sao, hắn hiểu rõ, trong lòng nghĩ rằng, Đoàn Khắc tà tuổi còn trẻ, cho dù kiếm pháp tinh diệu thì sau khi cùng Dương Mục Lao giao chiến cũng sẽ thấm mệt, cho nên liều lĩnh xính tài trước mặt Dương Mục Lao. Khấu Danh Dương sở dĩ xính tài trước mặt Dương Mục Lao là có nguyên cớ bên trong. Hắn đố kỵ danh khí của Dương Mục Lao lớn hơn hắn, đố kỵ Dương Mục Lao được Điền Thừa Tử xem trọng sẽ tranh mất địa vị của hắn. Nào ngờ Dương Mục Lao cũng có tâm tư như hắn, đặc biệt với lời nói vừa rồi của hắn càng thêm tức giận, trong lòng ám muội nghĩ, Khấu Danh Dương ngươi là cái thá gì? Lại dám coi thường ta, ta bàng quan đứng xem ngươi làm được gì. Hai người bọn họ, nếu như đồng tâm hiệp lực, mặc dù không thể bắt sống được Đoàn Khắc tà nhưng chắc chắn có thể thắng. Hôm nay Dương Mục Lao lập tâm muốn làm cho Khấu Danh Dương xấu mặt, liền cố ý phát ra một hư trưởng, rồi từ thủ bàng quan, điều này thật là quá tiện nghi cho Đoàn Khắc tà. Đoàn Khắc tà cũng đang tức giận Khấu Danh Dương xuất ngôn hồ đồ, thấy hắn lao tới tấn công chính hợp với tâm ý, hét lên một tiếng lớn. Đến đây! Bảo kiếm rung lên, tả trưởng phát theo. Khấu Danh Dương cũng không chịu kém, nhưng người đồng thân thi triển thủ pháp phân cân thác cốt, một chảo nắm được đầu vai của Đoàn Khắc tà. Thế nhưng nội công của Đoàn Khắc Tả vốn theo chân truyền đường lối của Tàng Linh Tử, lập thành nhất gia cùng với các tông phái võ học Trung Nguyên bất đồng. Xương Tỳ Bà vai vốn là một trong những bộ vị nội công khó luyện đến nhất, Xương Tỳ Bà nếu như bị nắm giữ công phu sẽ không còn sử được nữa. Nhưng với nội công tâm pháp của Tàng Linh Tử, lại có thể luyện được Xương Tỳ Bà trở nên cứng rắn. Khấu Danh Dương dùng lực bóp mạnh, ngược lại đầu ngón tay của mình bị phản chấn đến đau nhức. Động tác của hai người đều nhanh đến cực điểm, cơ hồ đồng thời một lúc. Tả trưởng của Đoàn Khắc Tà cũng đã cùng hữu trưởng của Khấu Danh Dương chạm chiêu. Chỉ nghe một tiếng bùng vang lên, Khấu Danh Dương phiên thân lộn nhào, nói thì chậm nhưng diễn tiến rất nhanh. Đoàn Khắc Tà hét lớn một tiếng, trúng. Như bóng với hình, kiếm quang chớp đồng, trên đùi Khấu Danh Dương đã trúng một kiếm. Đấy là Đoàn Khắc Tà đã hạ thủ lưu tình, bằng không một kiếm vừa rồi có thể chém đứt một cẳng chân hắn. Tuy nhiên, Đoàn Khắc Tà cũng thầm kêu lên, may mắn. Nguyên lai công lực Khấu Danh Dương và chàng tương đương, nếu như đơn đả độc đấu, Đoàn Khắc Tà ỷ vào khinh công siêu diệu cũng có thể thắng được, nhưng chắc chắn không thể dễ dàng như vậy. Hôm nay, là do Khấu Danh Dương khinh địch tấn công, liền thừa cơ cho hắn một kiếm thương. Trong mắt Đoàn Khắc Tà lúc này, Đài Đình vẫn chỉ là Dương Mục Lao, chàng một đòn đánh gục Khấu Danh Dương, không hề lơi tay, lập tức hướng Dương Mục Lao phóng tới. Dương Mục Lao đang lúc đắc ý, kiếm chiêu của Đoàn Khắc Tà đã như cuồng phong bạo vũ ập đến. Dương Mục Lao thầm hối hận. Không ngờ Khấu Danh Dương lại trúng thương như vậy, hắn cũng là người bên mình, chà ta nhất thời không nhìn được tức giận, ngược lại giúp cho tên tiểu tặc này chiếm được tiện nghi. Khấu Danh Dương thương thế cũng không nặng, nhưng hắn vốn thân phận là thống lĩnh ngoại trạch Nam, mới một chiêu giao thủ đã bị người đánh chổng vó lên trời, lại là trước mặt của Dương Mục Lao, không còn giấu mặt vào đâu được, cho nên mặc dù hắn trong lòng hiểu rõ Đoàn Khắc Tà đã hạ thủ lưu tình với mình, nhưng vẫn không nhìn được tức giận, hét ầm lên, thất khiếu bốc khói. Một thế, Lý Ngư Đả Đỉnh tung thân đứng dậy, hắn lại hướng Đoàn Khắc Tà triển khai công kích. Hắn đã lãnh giáo qua lời hại của Đoàn Khắc Tà, không dám lại cận chiến, chuyển qua dùng binh khí, do vậy cởi Cầu Long Tiên, độc môn binh khí của hắn bên hông ra. Cầu Long Tiên này vung lên dài đến hơn một trượng, trên roi có đầy những tua nhỏ. Cầu Long Tiên mới vung lên, hắn đã xuất thủ liên hoàn tam tiên, hồi phong tảo liễu. Đoàn Khắc Tà thi triển tuyệt đỉnh khinh công, thân pháp so với trường tiên của Khấu Danh Dương còn nhanh hơn. Cầu Long Tiên còn chưa đến, hai vai chàng khẽ rung, thân hình tùy theo hướng tiên phóng đến mà chuyển về sau. Cầu Long Tiên còn thiếu vài thốn nữa mới chạm được đến vạt áo chàng. Nhưng bên cạnh còn có Dương Mục Lao, hắn nhân lúc chàng tránh Cầu Long Tiên, vội vã lẻn đến, nhanh như cơn gió, hai tay dương ra, hướng phía ngoài chụp đến một chiêu thương ưng triển xí, chụp lấy hai cổ tay của Đoàn Khắc Tà. Đoàn Khắc Tà đột nhiên xoay người vận dùng chiêu Tà Quải Đan Tiên Thức, tà trường quét nghiêng ra cắt vào mạch môn của Dương Mục Lao, hữu thủ hơ trường kiếm lên tiếp lấy một tiên của Khấu Danh Dương tiếp tục phóng tới. Nhưng hai người Khấu, Dương đều là nhất lưu cao thủ, võ công đều có chỗ độc đáo. Đoàn Khắc Tà dựa vào khinh công siêu tuyệt, 30 chiêu đầu còn ung dung ứng phó, sau 50 chiêu khí lực dần dần tiêu hao, thân pháp kém linh hoạt hơn lúc đầu, ứng phó với thế công của đối phương càng ngày càng thấy khó khăn. Dương Mục Lao bất kể thể diện, sau khi hủy diệt uy phong của Khấu Danh Dương, mặc dù hắn và Khấu Danh Dương trong lúc ấy còn có tâm bệnh, nhưng lúc này hắn đã bỏ thái độ tự thủ bàng quan, tận lực cùng với Khấu Danh Dương liên thủ. Đoàn Khắc Tà đã vài lần đột phá xuyên qua vòng trường tiên hướng Khấu Danh Dương đột kích đều bị Dương Mục Lao ngăn trở. Dương Mục Lao cười nói: Khấu huynh đúng, trước mắt dùng phương pháp của huynh bất tất phải tham công. Chúng ta một người cần công, một người viễn tập, tiểu tạc này có chắp cánh cũng không thoát được. Khấu Danh Dương lần này biết kiến thức võ công của Dương Mục Lao so với mình cao hơn một bậc, không muốn cũng bị hắn thuyết phục, vì vậy dẹp bỏ ý niệm tranh công, phục tùng sự chỉ huy của hắn, từ khoảng cách hai trượng bên ngoài, huy động trường tiên tấn công. Hắn tuy hơi kém hơn so với Dương Mục Lao, nhưng 9981 đường Cầu Long Tiên pháp cũng không tầm thường, càng đánh càng mạnh, chỉ thấy tiên ảnh tung bay, vững như trầm lôi, nhanh như chớp giật, tựa hồ múa lượn dán chặt vào thân mình Đoàn Khắc Tà. Dương Mục Lao thi triển thất bộ truy hồn trưởng pháp, như hình theo bóng, bám theo đoàn khắc tà truy kích, mỗi trưởng đều hướng vào nơi yếu hại của đoàn khắc tà kích tới. Sử Nhượng Mai nhìn thấy kinh tâm đồng phách, trong lòng âm thầm vì đoàn khắc tà mà lo lắng, hốt nhiên lại nghe có tiếng hoan hô nổi lên, có người kêu lên. Tốt rồi, Niếp tướng quân đã đến. Không sợ tiểu tặc này có 3 đầu 6 tay, cũng quyết không thể đào thoát được. Chỉ thấy một vị tướng quân mang nhung trang bảo kiếm, lớn bước tiến lên. Sử Nhượng Mai vừa kinh vừa hỉ, nguyên lai vị tướng quân này không phải là người lạ, chính là Niếp Phong. Niếp Phong là biểu đệ của Tiết Tung, làm trấn thủ sử của Bắc Vòng Thành, ở giữa Ngụy Bắc và Lộ Châu, thuộc về quản hạt của Điền Thừa Tử. An bài này là chủ ý của Tiết Tung, nhân vì hắn muốn lấy lòng Điền Thừa Tử, cho nên mang binh lực và địa bàn của Niếp Phong đều quy cho Điền Thừa Tử, đồng thời hắn lại có thể lợi dụng Niếp Phong giám thị Điền Thừa Tử, an bài một nồi gián trong nội bộ của Điền Thừa Tử. Lần này nhân vì hôn sự của hai nhà Điền, Tiết nên Điền Thừa Tử mời Niếp Phong đến. Nguyên do là Niếp Phong có quan hệ với cả hai nhà nam nữ, chuẩn bị mời y đến để bồi tân lang đến Lộ Châu nghênh thân. Tiết Tung trước khi chưa làm tiết độ sứ, cùng với Niếp Phong chú cạnh nhau, nữ nhi Niếp Ẩn Nương của Niếp Phong với Sử Nhượng Mai tình như tỉ muội, từ nhỏ đã cùng lớn cùng chơi, cùng nhau tập nghệ. Cho nên Sử Nhượng Mai nhìn thấy Niếp Phong đến, thì không khỏi vừa mừng vừa sợ, trong lòng thầm nghĩ. Niếp biểu thúc kiếm thuần cao cường, nếu như người cũng xuất thủ, chỉ sợ tính mình tiểu oan gia cũng đáng lo. Rồi lại nghĩ, không biết Ẩn Nương tỷ tỷ có đến không? Niếp biểu thúc là người tốt, Ẩn Nương tỷ tỷ đối với ta lại càng tốt, không bằng ta ra gặp bọn họ, thỉnh bọn họ nể mặt ta mà tha cho chàng. Có lẽ bọn họ sẽ nghe lời thỉnh cầu của ta, nhưng ta làm sao mà mở miệng đây? Đông người như vậy, ta làm sao có thể trước mặt mọi người khơi khơi tương nhận phu thê? Sử Nhượng Mai đang lúc tâm thần hỗn loạn, chủ trừ chưa quyết, Niếp Phong đã đến gần chiến trường. Y thấy đoàn khắc tà bất quá chỉ là thiếu niên mới 16-17 tuổi, lại có thể cùng với Dương Khấu hai người giao chiến bất phân thắng bại, trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc, liền dừng cước bộ, hướng đoàn khắc tà hỏi. Ngươi là ai, phụ huynh là ai, vì sao lại lén tiến vào tiết độ phủ của Điền đại nhân? Đoàn khắc tà sớm đã từ Hạ Di, Hạ Lăng Xương, mà biết Niếp Phong là người như thế nào, cũng biết Niếp Phong và phụ thân chàng có một đoàn giao tình, lập tức cất tiếng rõ ràng đáp. Ta đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, phụ thân ta là Đoàn Khuê Trương, ta là Đoàn khắc tà, chính vì Điền Thừa Tử lấy siêu thuế của dân, mang ngân khố làm sính lễ, do vậy ta mới lấy đi, đêm nay đặc biệt đến đây để ký đao lưu giản. Nghe nói ngươi làm quan vẫn còn có lương tâm, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đến chờ chủ vi ngược sao? Niếp Phong nghe xong, chấn động kinh ngạc. Nguyên lai là nhi tử của Đoàn Đại Hiệp, Đoàn Đại Hiệp cả đời cứu khốn phò nguy, sau lại vì nước Tần Trung làm một liệt sĩ, thiên hạ đều khâm phục, ta làm sao có thể phương hại nhi tử của người. Thế nhưng, nếu ta từ thủ bàng quan, thì sẽ phải trở mặt đối với Điền Thừa Tử, phải nghĩ biện pháp nào có thể âm thầm trợ giúp hắn mới được. Trong lòng tâm niệm nghĩa với lời hại giao tranh, nhất thời y cũng thấy rối bời. Sử Nhượng Mai đang định không để ý hết thảy nhảy ra, bỗng nghe có người thét lớn. Còn có một tặc nhân trong vườn, đại suất có lệnh quyết không được để bọn chúng chạy thoát. Nguyên lai, Điền Thừa Tử đã được bộ hạ đến giải cứu, hắn đầu tiên phát hiện ra phong thư Sử Nhược Mai để lại dưới gối, tiếp theo lại phát hiện kim hạp bị lấy mất, việc này không phải chuyện nhỏ. Phong thư lại khẩu khí của Tiết Tung gửi lời hỏi thăm, hắn tình không biết người mang thư là Sử Nhược Mai, chỉ biết là người do Tiết Tung phái đến là một cao thủ. Phong thư mà Đoàn khắc tà dùng chùy thủ găm ở trên bàn, sớm đã được bộ hạ của hắn phát hiện, liền mang cùng với chùy thủ trình lên cho hắn. Điền Thừa Tử nhìn xem, lại càng kinh hãi, nhi tử của Đoàn Khuê Trương tên gọi Đoàn khắc tà, hắn đã sớm được nghe Dương Mục Lao nói qua, lập tức thầm nghĩ. Hai phong thư này bút tích không giống, không biết có phải là một người hay không. Nghe Dương Mục Lao nói, Đoàn khắc tà này võ công không kém, nếu như hắn chính là một thủ lĩnh cường đạo cướp sính lễ của ta, sau đó lại còn đến ký đao lưu giản cũng còn tốt, nếu như hắn lại là võ sĩ được Tiết Tung thu dùng thì sự việc thật rất nghiêm trọng. Phải nên biết nếu điều hắn vừa nghĩ là sự thật, thì chứng thực Tiết Tung đã thu nạp hảo thủ ở các phương, trong lòng chắc có mưu đồ với hắn, hắn sao có thể không hãi sợ. Không lâu sau, lại có võ sĩ tiến lại bẩm báo, nói rằng tạc nhân đã bị phát hiện trong vườn, Dương Mục Lao cùng Khấu Danh Dương đang cùng tạc nhân giao thủ, xem ra chắc sẽ giành phần thắng. Điền Thừa Từ nghe xong thoáng yên tâm, nhưng bởi vì phát hiện ra hai phong thư, hoài nghi Tiết Tung phái cao thủ đến không phải chỉ có một người, bởi vậy lại truyền lệnh xuống, kêu bộ hạ tăng cường truy tìm đồng đảng tạc nhân. Trong lòng hắn đã định chủ ý, nếu như tạc nhân đều bị thủ hạ của hắn bắt giữ, hắn sẽ hướng Tiết Tung hưng binh vấn tội, nếu như tạc nhân đào tẩu, điều đó nói rằng cao thủ của Tiết Tung phái đến so với thủ hạ của hắn, mỗi người đều mạnh hơn, như vậy hắn sẽ hướng Tiết Tung cầu hòa. Sử Nhượng Mai đang lúc trong lòng rối loạn, chủ trừ không quyết, không biết đi ra là tốt hay núp ở đây là tốt hơn, chợt nghe bên ngoài tiếng người ồn ào nhốn nháo, vài người tiến vào trong vườn. Những người này cũng không phải là biết có tạc nhân trốn ở đây, bọn họ chỉ là trước mặt Điền Thừa Từ tỏ ra ân cần sốt sắng, có người liền kêu lên. Đại công tử, bên ngoài phát hiện có thích khách, công tử không nên ra, chúng tôi đến bảo hộ ngài. Bọn họ không nghe thấy tiếng hồi đáp lại xanh kinh ngạc, nghị luận xôn xao. Bên ngoài huyên náo đến long trời lở đất, đại công tử làm thế nào lại còn ngủ chưa có tỉnh. Có người liền đến gõ cửa phòng. Sử Nhượng Mai một tay nhấc nhi tử của Điền Thừa Từ lên, đột nhiên mở khai cửa phòng, trầm giọng quát. Ai dám tiến lên ta liền một kiếm giết chết hắn. Nàng một tay giữ nhi tử của Điền Thừa Từ, một tay nắm đoàn kiếm, kiếm phong ấn trên lưng hắn. Trong những người này, có một lão hộ binh đã theo Điền Thừa Từ nhiều năm. Điền Tiết hai người trước đây vốn cùng là tướng lĩnh thủ hạ của An Lộc Sơn, hai nhà có qua lại. Lão hộ binh này còn nhận ra được Sử Nhược Mai, không khỏi hoảng hốt run ròng kêu lên. Cô không phải là đại tiểu thư nhà Tiết ra sao? Sử Nhược Mai nói. Không sai, ngươi nhanh đi nói với Điền Thừa Từ, kêu hắn lập tức truyền lệnh Khấu Danh Dương và Dương Mục Lao lui xuống, nếu không ta sẽ lấy tính mệnh nhi tử lão. Lão hồ binh kia kêu lên. Tiết tiểu thư, cô làm sao có thể như vậy? Cô tháng sau đã qua cửa nhà họ Điền làm thiếu nãi nãi rồi. Sử Nhượng Mai cả giận quát. Ngươi còn nói vớ nói vẩn, ta cũng sẽ cho ngươi một kiếm. Lão hồ binh kia sợ đến hồn bất phụ thể, vội vàng chạy đi bẩm báo với Điền Thừa Tử. Thực là, Hồng Nhan đành bỏ quên điều giáo. Cũng vì một giả ý trung nhân. Chương 3, lòng tốt không ngờ gây ngộ, nhận nhẫn nhịn nào hay mồng thành không. Sử Nhượng Mai lòng kiên định lại, dù sao ta cũng đã bị bọn chúng phát hiện, còn sợ gì nữa, lập tức nàng quát lên một tiếng. Mau tránh ra. Sau đó nàng áp giải nhi tử của Điền Thừa Từ ra ngoài. Điếp Phong trần trừ một lát, đột nhiên bạt kiếm quát lớn. Tiểu tử họ Đoàn kia, ngươi đừng vội cháo trở ly gián. Niếp mỗ chỉ phục tùng quan trường, ngươi ở nơi khác không sao, nhưng lại xông vào tiết độ phủ của Điền đại nhân, ta sao có thể yên không quản. Đoàn Khắc Tà trong lòng lửa giận bốc lên, nghĩ thầm, nguyên lai một khi đã làm đại quan, người tốt cũng biến thành kẻ xấu. Chàng nhìn Niếp Phong đề kiếm phóng đến, không khỏi nổi giận, hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Phụ thân ta năm đó đã nhìn lầm người. Chàng liền dùng một thế, bàn long nhuyễn bộ nhanh chóng thoát khỏi một chưởng của Dương Mục Lao, một kiếm bung ra, hướng Niếp Phong đâm tới. Khấu Danh Dương nhìn thấy có cơ hội, trường tiên lập tức dùng lên từ mặt tả đánh tới. Lúc này ở chính diện có Niếp Phong, mặt hữu có Dương Mục Lao. Đoàn Khắc Tà thân pháp lại khoái tốc trở lại, đồng thời nhanh chóng tránh khỏi đòn công kích của ba cao thủ. Một kiếm mà Đoàn Khắc Tà hướng Niếp Phong xuất ra, kiếm thế thập phần lăng lệ, nhưng với bản lĩnh của Niếp Phong, nếu như toàn lực ra chiêu chống đỡ cũng có thể chịu được một hai chiêu. Niếp Phong lại giống như bị kiếm thế lăng lệ của chàng làm cho khiếp sợ, kêu lên một tiếng ái trà, vội vàng lui về phía sau. Y vừa lui lại, khéo trùng hợp ngăn giữa Khấu Danh Dương với Đoàn Khắc Tà. Địa vị của Niếp Phong ở Ngụy Bắc là tướng quân của Điền Thừa Từ, dưới một người trên vạn người. Khấu Danh Dương một tiên nỏ vừa xuất ra, không khỏi đại kinh, sợ làm ngộ thương Nhiếp Phong, nên chỉ trong chớp mắt hắn cũng không dám nghĩ nhiều. Võ công của hắn vốn cũng đã đạt cảnh giới thu phát tùy tâm. Tâm niệm vừa động, Trường Tiên liền cấp tốc được hắn thu hồi. Nhưng cao thủ giao đấu, tranh thắng bại chỉ trong có khoảnh khắc, sao có thể cho phép một chút do dự làm lỡ mất cơ hội. Trường Tiên của Khấu Danh Dương Thu đã nhanh, thân hình đoàn khắc tà càng nhanh hơn. Thân mình chàng đồng thời bay qua đỉnh đầu Nhiếp Phong, Trường Tiên của Khấu Danh Dương còn chưa kịp triển khai lại, đã thấy ánh quang mang chớp động, giống như sao đầy trời đêm, hàng ngàn hàng vạn điểm chụp xuống dưới. Khấu Danh Dương sợ đến hồn phi phách tán, làm sao còn kịp ra chiêu chống đỡ. Mũi kiếm của Đoàn Khắc Tà rung động, một kiếm phóng xuống, trên thân hắn đã xuất hiện 6-7 vết thương. Dương Mục Lao kinh hãi thất sắc, vội vàng vượt lên, liên tiếp phát ra 3 chưởng, mới có thể ngăn được thế công của Đoàn Khắc Tà, Khấu Danh Dương cũng mới có thể giữ được tánh mạng. Khấu Danh Dương ngã trên mặt đất, lăn đi vài vòng, rời xa Đoàn Khắc Tà mấy trượng, thủ hạ hắn mới dám đến nâng hắn dậy. Khấu Danh Dương trên mình thụ 7 vết kiếm thương, tuy không yếu hại, nhưng cũng đau đớn không chịu nổi, không nhìn được phải rên rỉ kêu lên, âm thanh thảm thiết, khiến Dương Mục Lao nghe thấy cũng không khỏi động phách kinh tâm. Nhiếp Phong thối lui vừa vặn khéo trùng hợp, cho nên mặc dù Dương Mục Lao là lão gian manh giảo hoạt cũng không thấy là y cố ý, chỉ có trong lòng chửi thầm Nhiếp Phong khiếp đảm, làm lỡ cơ hội, liên lụy đến người. Đoàn Khắc Tà thân mang kỳ huệ nên trong lòng thấy rõ, biết rằng Nhiếp Phong đã ám chờ cho mình, thầm nhủ, trong tình cảnh của Nhiếp Phong, sao có thể để lộ thái độ riêng tư với ta, nên phải giả cùng ta đối địch. Đoàn Khắc Tà vốn là người thông minh, sau khi đã minh bạch tâm ý của Nhiếp Phong, lập tức cũng nhân theo đó mà vạch ra chiến lược. Chàng liền sử ra kiếm pháp tinh diệu, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, quả nhiên lúc tĩnh như xử nữ, lúc đồng như thỏ chạy, biến hóa vạn trạng, nhanh tựa sấm sét. Bề ngoài nhìn vào thì kiếm chiêu tấn công Dương Mục Lao và Nhiếp Phong đều lăng lệ như nhau. Nhưng kỳ thực chiêu công hướng vào Nhiếp Phong đều là hư chiêu, còn chiêu công hướng vào Dương Mục Lao đều là sát chiêu. Thân pháp của chàng vô cùng nhanh nhẹn, lại sử ra chiêu số phức tạp, trong đó tuy hư hư thực thực, song ngoài trừ người cùng giao chiến khả dĩ có thể cảm giác được, người ở bên ngoài thì làm sao thấy được. Dương Mục Lao bị chàng đánh đến mắt hoa đầu choáng nên lại càng không thể nhận ra. Dương Mục Lao liên tiếp gặp phải vài hiểm chiêu, hít đổi một ngụm khí, không ngờ tiểu tử này lại lợi hại như vậy, xem ra đêm nay không thể thủ thắng được. Nhưng cũng có chút kỳ quái, hắn nhớ rằng khi chính mình đơn đả độc đấu cùng chàng, hắn vẫn còn có thể tấn công, nhưng hôm nay có thêm Nhiếp Phong liên thủ, ngược lại khiến hắn liên tục phải thối lui từng bước một. Bất quá Dương Mục Lao không thể phát giác ra Đoàn Khắc Tà tấn công Nhiếp Phong đều bằng hư chiêu, cho nên hắn chỉ có thể giải thích là Đoàn Khắc Tà lúc đầu còn không xuất ra toàn bộ bản lãnh, mà là bảo tồn thực lực chuẩn bị đối phó với cao thủ của đối phương kéo đến. Dương Mục Lao trong lòng vừa mới nghĩ đến như vậy, không khỏi càng sinh ý khiếp sợ. Đoàn Khắc Tà đang lúc đánh giết cao hứng, chợt thấy có một đám người từ trong một gian phòng phía trước đi ra. Cùng lúc đó, đám võ sĩ đang vây xung quanh quan chiến bên này, đều chạy qua chạy lại, chùm đầu kề tai, lao sao nghị luận, chỉ trò trò, làm lên một trường cảnh nhốn nháo. Đoàn Khắc Tà mơ hồ nghe có người nói: "Uy, kia không phải là đại tiểu thư của Tiết Độ Sứ sao? Nàng ta còn chưa có qua cửa, sao lại cùng công tử của chúng ta ở một nơi? Nàng ta tự mình từ Lộ Châu đến, sao chúng ta lại không biết vậy?" Sử Nhược Mai chỉ dùng có đoạn kiếm ấn vào lưng nhi tử của Điền Thừa Tử, đẩy hắn ra ngoài. Trong huê viên tuy có đèn đuốc nhưng cũng không sáng sủa như ban ngày, xa xa nhìn lại cũng chỉ có thể nhận ra Sử Nhược Mai và nhi tử của Điền Thừa Tử so vai kéo tay đi ra, chứ nhìn không thấy chuôi đoạn kiếm trong tay áo của Sử Nhược Mai đang ấn vào lưng hắn. Đoàn Khắc Tà mục lực vốn vượt hơn thường nhân, nhưng chàng đang cùng với Dương Mục Lao ác chiến, cũng không thể để ý nhìn kỹ nàng. Đối với bộ dạng và thần tình là một pháp quan áp giải tù phạm của Sử Nhược Mai, chàng từ xa liếc tới, đương nhiên là cũng không thấy rõ. Trong thoáng chốc này, Đoàn Khắc Tà vừa tức giận lại thương tâm, trong lòng thầm nghĩ, chỉ thấy vườn hoang xanh cỏ dại, chưa nghe đất cát trộn hoàng kim. Hai câu ngạn ngữ trên thật là không sai. Nàng lớn lên trong Tiết Độ Phủ làm tiểu thư, đương nhiên là người của bọn chúng. Ta đối với nàng còn có trông mong gì? Chàng lại nghĩ, nàng không chờ Điền gia nghênh thân đã qua cửa trước, chắc bởi vì nàng cũng đã ngờ sau khi ta cướp đoạt sính lễ của nàng sẽ lại đến Tiết Độ Phủ của công công nàng sanh sự, cho nên nàng mới không kể thể diện, đến trước thông báo cho nhà trai, đúng, nhất định là như vậy, cho nên Điền Thừa Tự ngoài Trạch Nam lại còn dự phòng mai phục thêm một cao thủ như Dương Mục Lao. Đoàn Khắc Tà vốn là người rất thông minh, nhưng chàng đối với Sử Nhược Mai trước đã có thành kiến, nên khó tránh khỏi hiểu lầm mọi thứ. Hiểu lầm càng lớn, cũng sẽ không chịu dùng tâm tư suy nghĩ theo một phương diện khác. Đoàn Khắc Tà hứng chịu đả kích này, tâm tình không khỏi kích động. Cao thủ đối đầu sao có thể có một chút phân tâm. Dương Mục Lao cùng với chàng vốn bản lãnh suýt soát, thậm chí công lực so với chàng còn cao hơn chút ít. Hắn vừa thấy có cơ hội, liền truyền thủ sang công. Đoàn Khắc Tà chỉ mới không cẩn thận, đầu vai đã bị trường phong của hắn quét trúng, may mà né tránh cực nhanh, thế nhưng một nửa ống tay áo cũng đã bị Dương Mục Lao xé mất. Sử Nhược Mai mới đi ra đã thấy Đoàn Khắc Tà ngộ hiểm, không nhìn được thất thanh kinh hô. Lúc đó mấy tên đệ tử của Dương Mục Lao cũng đang hoan hô ủng hộ sư phụ chúng. Tiếng kêu của Sử Nhược Mai bị hòa lẫn trong đám âm thanh hỗn tạp, tuy nhiên thanh âm nam và nữ có thể phân biệt được, thế nhưng tâm tình kinh hoàng lại bị che giấu dưới mớ âm thanh hỗn loạn, cho nên người khác khó có thể cảm nhận được. Đoàn Khắc Tà nghe trong đám âm thanh hỗn tạp ấy có thanh âm của Sử Nhược Mai, lại càng thương tâm ảo não, trong lòng thầm nghĩ, nàng quả nhiên ngoan tâm như vậy, hận Dương Mục Lao không đả thương được ta, vì một chưởng vừa rồi của Dương Mục Lao mà hô lên hưởng ứng. Đáng thương Sử Nhược Mai đối với chàng một lòng quan tâm, lại bị chàng cho thành ác ý. Đúng lúc này, chợt thấy một đạo nhân quang trên không trung lóe sáng, tiếp theo là một tiếng bùng. Một đoàn hỏa quang nổ tung giữa không trung. Lúc này tên võ sĩ thủ vệ cửa vườn hoảng hốt kinh hô. Không hay rồi, bên ngoài có một đám cường đạo, người đâu, mau lại đây. Nguyên lai, Đỗ Bách Anh sau khi chia tay Đoàn Khắc Tà cũng biết Đoàn Khắc Tà muốn đến Tiết Độ Phủ của Điền Thừa Tự để ký đao lưu giản, sợ chàng gặp phải thất thố, bởi vậy đã tự mình dẫn theo hơn 10 lâu binh tinh hãn, 2 ngày trước đã đột nhập vào thành Ngụy Bác, tránh trong một nhà dân gần Tiết Độ Phủ, sớm tối xem xét động tĩnh của Tiết Độ Phủ. Đêm nay, bọn họ nghe thấy trong Tiết Độ Phủ có tiếng chém giết, biết nhất định là Đoàn Khắc Tà đã vào bên trong náo động gặp phải chuyện. Bọn họ chỉ có 10 mấy người, nếu muốn tiến vào chém giết với 3000 ngoài Trạch Nam phòng thủ Tiết Độ Phủ thì đương nhiên là giống như trứng chọi đá, kẻ trí sẽ không làm. Nhưng Đỗ Bách Anh đã sắp mưu kế, y sớm đã chuẩn bị rất nhiều hỏa tiễn, một khi phát hiện Tiết Độ Phủ có biến, lập tức lãnh xuất lâu binh, chiếm cứ thành tường đối diện Tiết Độ Phủ, từ cao trên đầu tường một mực phóng hỏa tiễn đến. Võ sĩ thủ vệ cửa vườn nhìn thấy trên đầu tường một chàng bóng đen, nào biết nhiều ít bao nhiêu nên cho là đám cường đạo tấn công. Hỏa tiễn xả đến như mưa, đều chứa hỏa đầu bên trong. Phía tây ngọn lửa bốc lên, có 2 chuồng ngựa dùng gỗ dựng lên, dĩ nhiên là bị lửa thiêu cháy. Trong khuôn viên là một trường hỗn loạn, Đoàn Khắc Tà thầm nghĩ, chuyện của ta đã thu xếp ổn thỏa, hà tất còn ở lại tham chiến. Chi bằng sớm đi cho rồi, miễn phải đối diện cùng nàng, càng rước lấy tức giận vào thân. Chàng vừa có ý niệm đào tẩu, Niếp Phong chính đang là giả ý, tất sẽ chu toàn cho chàng, còn lại có Dương Mục Lao một người làm sao ngăn trở được. Chỉ thấy chàng thân mình nhanh bốc lên tựa như cánh quả bay qua đầu đám binh sĩ. Thân pháp của chàng quá nhanh, trong vườn khắp nơi đều là người, nên đám cung thủ cũng sợ làm ngộ thương người của mình không dám phóng tên ra. Trong nháy mắt Đoàn Khắc Tà đã bay qua đầu tường. Đám võ sĩ này hét lên ầm ĩ, loạn tiến phóng tới, nhưng cũng biết là không bắn trúng được chàng, chỉ là để hư trương thanh thế mà thôi. Sử Nhược Mai thấy Đoàn Khắc Tà đã thoát hiểm, vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ trong lòng, không hay, chàng đã đi rồi, ta cũng mau thoát thân thôi. Nàng cuối cùng cũng vẫn là người quá ít kinh nghiệm, vốn nàng đã cầm giữ nhi tử của Điền Thừa Tự, vừa hay lấy đó làm con tin yểm hộ cho mình thoát thân, thế nhưng nàng gấp gáp lại không kịp nghĩ đến. Vừa nhìn thấy Đoàn Khắc Tà thoát hiểm, bởi vì nàng đối với nhi tử của Điền Thừa Tự chán ghét vô cùng, nhất thời không kịp suy nghĩ, cho hắn một chưởng ngã trên mặt đất còn tự mình một thân xông ra ngoài. Đám võ sĩ này biết nàng là nhi nữ của Tiết Tung, là tức phù chưa qua cửa của Điền Thừa Tử, nhất thời lúc đó không ai dám chủ trương tự tác tiến lên bắt nàng. Điền Thừa Tử nghe lão hồ binh nọ bẩm báo nói nhi tử của hắn bị nhi nữ của Tiết Tung dùng kiếm áp chế, lại dùng để uy hiếp hắn, muốn hắn phóng thả Đoàn Khắc Tà, không khỏi vừa sợ vừa tức giận, vội vàng gấp đến. Hắn vào đến trong vườn, chỉ thấy trong vườn hỗn loạn một trường, kẻ đang bận rộn cứu người, kẻ đang kêu lớn bắt tặc, có người lại gọi cứu người, lại có người đến báo cáo với hắn, nói rằng tiểu tặc nọ đã bỏ chạy mất, tiểu thư của tiết đồ sứ đã đánh thương công tử, cũng đang muốn bỏ chạy, có bắt hay không bắt. Điền Thừa Tử đã giận lại càng giận, hét lớn. Bất kể là ai, bắt hắn lại đây. Sử Nhược Mai trong lòng nổi dân, tốt lắm, ngươi không nể mặt ta, việc gì phải khách khí đối với thủ hạ của ngươi. Nàng vốn không nghĩ sẽ đả thương người, nhưng lúc này nhất thời nóng giận, vần kiếm như gió, hễ ai đuổi đến bên cạnh liền cho hắn một kiếm. Kiếm pháp của nàng đã được hết chân truyền của Diệu Tuệ Thần Ni, xuất thủ nhanh như chớp, mỗi một kiếm xuất ra đều nhằm các phương vị yếu hại của đối phương. Đám ngoài trạch nam này vốn võ công không bằng nàng, hơn nữa mặc dù có mệnh lệnh của Điền Thừa Tử, nhưng chung quy vẫn không thể không cố kỵ, do vậy càng không phải đối thủ của nàng. Chỉ trong nháy mắt có mười mấy tên bị trúng kiếm ngã lăn trên đất, rên la ầm ĩ. Dương Mục lao quát lớn. Tiết tiểu thư, cô còn không trở lại, xin thứ cho ta vô lễ. Hắn từ xa bắt đầu phóng nhanh tới, chưa đầy một khắc đã đuổi kịp Sử Nhược Mai, vươn đại thủ, một chảo chụp xuống. Ai ngờ, khi ngón tay của hắn sắp chạm đến Sử Nhược Mai, đột nhiên có hai mũi mai hoa châm không biết từ đâu phóng tới, chúng luôn hoàn khiêu huyệt của hắn. Bổn lai với võ công của Dương Mục Lao, nếu như có phòng bị, hắn tuyệt sẽ không bị chúng ám toán của người. Chỉ vì Đoàn Khắc Tà đã đào tẩu, trong mắt hắn địch nhân chỉ còn lại một mình Sử Nhược Mai, Sử Nhược Mai lại ở phía trước hắn, nếu nàng phóng ám khí, hắn đương nhiên sẽ phát hiện. Cho nên hắn căn bản không nghĩ phải đề phòng. Vậy mà lại còn có một địch nhân giấu mặt, hỗn nhập trong đám hỗn loạn nhắm hắn mà phóng trồm ám khí. Ám khí phóng ra lại là mai hoa châm, vô thanh vô tức. Hắn đúng lúc vô tâm không đề phòng, đầu gối chợt tê dần, suýt nữa thì té ngã. Nói thì chậm, nhưng lúc đó rất nhanh, Sử Nhược Mai đã trở tay, một kiếm cấp tốc phóng ra. Sử Nhược Mai biết không phải là đối thủ của Dương Mục Lao, nên một kiếm này đã dùng chiêu thức tối hung hiểm, chính là thế đánh lưỡng bại câu thương. Một kiếm này chém tới, đúng lúc đầu gối Dương Mục Lao bị trúng mai hoa châm, lảo đảo muốn ngã. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một kiếm này của Sử Nhược Mai chém ra, trên đùi hắn trúng một vết thương dài hơn 5 thốn. Dương Mục Lao hét lên một tiếng lớn, chân trái quét ngang một cước vào khoảng không, một chân còn lại khó trụ, bịch một tiếng ngã xuống. Võ công của hắn cũng thật cao cường, sau khi bị trúng mai hoa châm, lại còn có thể hoàn lại một chiêu, khiến Sử Nhược Mai không dám tiếp thêm kiếm thứ hai. Sử Nhược Mai chỉ nghĩ là may mắn thành công, còn sợ Dương Mục Lao tiếp tục truy đuổi, nên cuống quýt chạy trốn. Dương Mục Lao trên mặt đất lăn đi mấy vòng, hắn càng sợ Sử Nhược Mai thừa cơ chém thêm hắn một kiếm nữa, cho nên tránh càng xa càng tốt, làm sao còn có thể truy theo Sử Nhược Mai. Điền Thừa Tử thấy Dương Mục Lao cũng đã thụ thương, một mặt nổi giận, một mặt hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ thôi rồi, ta phải dẹp bỏ mong muốn thôn Tính Lộ Châu, hướng Tiết Tung cầu hòa thôi. Hôn sự này cũng không làm gì khác được, đành quên đi thôi. Trong viên tử đông người lắm tay, không lâu sau đã dập tắt mấy đám cháy, đám ngoài trạch nam ra ngoài bắt tặc cũng quay trở lại, báo cáo. Tường thành đối diện có một đám tặc nhân, hỏa tiễn là do bọn chúng từ trên tường thành phóng tới. Chúng tôi khi truy theo, bọn chúng cùng với tiểu tặc họ Đoàn đã hợp thành một hội, nhìn thấy chúng tôi đuổi theo liền vượt qua thành tường đào thoát. Chúng tôi sợ chúng còn có mai phục không dám khinh tiến, nên đặc biệt về đây thỉnh ý đại suất, có muốn hay không phái kỵ binh truy bắt. Kỳ thật bọn chúng là sợ Đoàn Khắc Tà nên chỉ ra ngoài cửa vườn nhìn qua một chút rồi quay trở lại. Điền Thừa Tử cả giận nói. Các ngươi là đồ bì thịt, nhiều người như vậy, mà chỉ 2 tên tiểu tặc cũng không bắt được, còn bắt cái gì, cút ngay cho ta. Điền Thừa Tử sau một hồi tức giận, liền lo lắng đến nhi tử, vội hỏi. Đại công tử ra sao? Nhi tử của Điền Thừa Tử bị Sử Nhược Mai điểm huyệt đạo, không thể động đậy, cũng không thể nói năng. Đám võ sĩ này biết được võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung, chứ không có hiểu điểm huyệt, còn tưởng rằng hắn bị thương, nhưng lại không thấy vết thương, đều đang rối rít vô kế khả thi. Điền Thừa Tử đi qua, hắn vốn là Lục Lâm xuất thân, mới nhìn đã biết nhi tử hắn bị điểm huyệt đạo, nhưng do Sử Nhược Mai sử dụng thủ pháp điểm huyệt bí truyền của Diệu Tuệ Thần Ni, Điền Thừa Tử cũng không giải nổi. Hắn vội vàng phân phó thủ hạ. Nhanh đến xem Dương tiên sinh thụ thương nặng hay không, thỉnh tiên sinh qua đây giải huyệt. Một mặt hắn gọi người mang nhi tử của mình vào trong phòng. Dương Mục lao nội công thâm dày, sau khi trúng mai hoa châm, lập tức phong bế huyệt đạo, không cho mai hoa châm xuyên sâu vào trong. Lúc này hắn cũng đã trục được mai hoa châm ra ngoài. Hắn lấy kim bào dược mang theo ra, vết kiếm thương cũng không coi là nặng lắm, phải dịt vết thương, nhưng cũng vẫn đi lại được, lập tức ứng lời triệu của Điền Thừa Tử mà đến. Hắn thấy mặt Điền Thừa Tử thì cảm giác vô cùng xấu hổ, nhưng lại nghĩ Khấu Danh Dương so với mình còn bị thương nặng hơn, nên cảm thấy chút an ủi. Dương Mục lao bản lãnh phi thường, mặc dù không am hiểu thủ pháp của Diệu Tuệ Thần Ni, nhưng cũng có thể giải huyệt đạo. Điền Thừa Tử đang vui mừng, chợt nghe có người kêu lên. Uy, dưới giường tựa hồ như có người. Điền Thừa Tử cũng nghe thấy tiếng lập cập khẽ vang lên, liền quát. Người nào, lôi hắn ra. Lão hồ binh kia khom người nhìn thấy một chiếc đùi trắng nõn như tuyết, hớn hở reo lên. A, là một nữ tặc. Lão liền lôi ả ra, khi đã nhìn rõ diện mạo, nhất thời lão tựa như bị sét giật, hoảng hốt vội buông tay, sợ đến ngây người. Kẻ mà vừa được lôi ra chính là Cơ Thiếp tâm ái của Điền Thừa Tử. Lúc này trong phòng đang đầy người, mọi người nhìn nhau đều không biết nói gì. Nhi tử của Điền Thừa Tử toàn thân run lẩy bẩy, van xin. Phụ thân, tha mạng. Điền Thừa Tử tức giận mặt mày xanh lét, cho hắn một tát quát. Xúc sinh, ngươi làm chuyện đẹp lắm. Một hơi uất nghẹn xông lên, tức thời làm hắn ngất đi. Điền Thừa Tử hôn mê té xỉu, từ có người nhà của hắn cứu tỉnh, bất tất cần nói thêm. Lại nói Sử Nhược Mai sau khi đào thoát, bay qua đầu tường, trước mặt chỉ có một đại lộ. Nàng nghĩ thầm, chàng ước chừng còn chưa đi được xa. Trong lòng lại vừa xấu hổ vừa hưng phấn. Nhưng nàng đi hơn 10 dặm đường vẫn không thấy bóng của Đoàn Khắc Tà. Sử Nhược Mai sinh thất vọng, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, chẳng lẽ chàng vừa rồi không phát hiện ra ta? Không biết là ta âm thầm chờ giúp chàng, tại sao lại không chờ ta? Đang lúc suy nghĩ miên man, chợt nàng nghe thấy sau lưng có tiếng cước bộ đuổi theo, liền quay đầu lại xem, chỉ thấy một thiếu niên nam tử, nhưng lại không phải là Đoàn Khắc Tà mà nàng vọng tưởng. Sử Nhược Mai cảm thấy người này dường như đã từng quen biết, ngây người ngẩn ngơ, tay án chuôi kiếm, hỏi. Ngươi là ai, truy theo ta làm gì? Người kia phì cười, nói. Hồng Tuyến tiểu muội, muội không nhận ra ta ư? Sử Nhược Mai vô cùng hoan hỉ kêu lên. Ẩn nương tỷ tỷ, nguyên lai là tỷ tỷ, sao lại cải trang thành một tiểu tử anh tuấn vậy? Nàng và Niếp Ẩn nương từ nhỏ đến lớn, đều ở cùng một chỗ, lại cùng một sư phụ tập nghệ, tình còn thân hơn tỷ muội. Chỉ vì phụ thân bọn họ khi được phong đất, lúc đó mới chia lìa, hôm nay Sử Nhược Mai cùng nàng không hẹn mà gặp lại, thật là vô cùng cao hứng. Niếp Ẩn nương cười nói. Muội đừng cứ hỏi ta, để ta trước tiên thẩm vấn muội một chuyện. Sử Nhược Mai nói. Muội có làm gì mà tỷ tỷ phải lao tâm thẩm vấn? Niếp Ẩn nương nói. Muội vì sao không chờ người nghênh thân, liền qua cửa trước? Sử Nhược Mai sẵn giọng đáp. Tỷ tỷ, đừng có cho muội là kẻ tự tiện. Tỷ vừa rồi không thấy trong vườn, muội đối đãi với con cóc điên kia thế nào sao? Niếp Ẩn nương cười nói. Ta còn nghĩ là muội chưa từng xuất giá, muốn trước tiên đến lập uy. Sử Nhược Mai tiến lên bóp miệng Niếp Ẩn nương, Niếp Ẩn nương vội nói. Đừng đánh, coi như ta nói sai, ta hướng muội xin bồi tội. Hắn là cóc ghẻ, còn muội là thiên nga, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nên không trách muội không thích hắn. Sử Nhược Mai nói. Tỷ đừng quản tra hỏi chuyện của người ta được không? Muội không phải tự kiêu thân phận, nhưng nhi tử của Điền Thừa Tự đích thực không phải là con người. Lập tức nàng mang những gì thấy được vừa rồi khi đột nhập vào phòng của nhi tử Điền Thừa Tự vì trốn tránh Dương Mục Lao truy đuổi mà kể cho Niếp Ẩn Nương nghe. Niếp Ẩn Nương nghe qua mà mặt hồng tai nóng, lại không nhìn được ha hả cười lớn. Niếp Ẩn Nương vừa cười vừa nói. Ta đã minh bạch, muội không thích con cóc họ Điền, mà thích tiểu tử anh Tuấn họ Đoàn. Niếp Ẩn Nương vốn hay thuận miệng cùng nàng nói giỡn, chỉ thấy đột nhiên Sử Nhược Mai mặt đỏ bừng cúi đầu hỏi. Tỷ có phát hiện ra tung tích của y không? Muội đêm nay hành sự, đều là vì y. Niếp Ẩn Nương ngẩn người, trang trọng hỏi. Nguyên lai là muội thật sự thích y. Sử Nhược Mai đáp. Tỷ với muội tuy không phải một mẹ sanh ra, nhưng tình hơn cốt nhục. Chuyện của muội cũng không có giấu tỷ, y thật sự là hôn phu của muội. Niếp Ẩn Nương vô cùng kinh ngạc hỏi. Muội từ khi nào cùng y định hôn ước, vì sao phụ mẫu muội lại còn mang muội gả cho Điền gia? Sử Nhược Mai đáp. Chính là thân sanh phụ mẫu của muội, ngày đầu tiên muội mới sinh đã hứa mang gả cho y. Phụ mẫu hiện nay của muội không phải thân sanh phụ mẫu. Nguyên danh của muội là Sử Nhược Mai. Tiết Hồng Tuyến cái tên này từ nay về sau sẽ không dùng đến nữa. Lập tức Sử Nhược Mai mang thân thế khúc chiết ly kỳ của mình, ngọn ngành từ đầu đến cuối kể rõ ràng cho Niếp Ẩn Nương hay. Niếp Ẩn Nương vừa nghe, khi thì mặt mày hớn hở, khi thì thở ngắn than dài, khi thì khóc nhỏ, chung quy hưng phấn vô cùng. Niếp Ẩn Nương nói. Không là gì, khi phụ thân ta nhắc đến Đoàn Khuê Trương, Đoàn Đại Hiệp đều nói người là hiệp nghĩa khả phong, thế gian ít có. Còn nói Đoàn Đại Hiệp có nhi tử, đáng tiếc không biết đi đâu, nhiều lần đồng niệm muốn phái người đi điều tra hành tung của y. Mỗi lần sau khi nói chuyện về phụ tử Đoàn Đại Hiệp đều hỏi ta về muội. Lần này phụ thân nghe tin Tiết biểu bá mang muội gả cho Điền gia, buồn bực không vui mấy ngày liền, nguyên lai trong đó có nguyên cớ này. Sử Nhược Mai hoan hỉ nói. Hóa ra phụ thân của tỷ cũng nói tốt về Đoàn Đại Hiệp. Niếp Ẩn Nương đáp. Đoàn Đại Hiệp vốn là người tốt, cần gì phải có ai nói giúp. Đoàn Đại Hiệp là người mà phụ thân ta bội phục nhất. Sử Nhược Mai ngầm than vãn, như thế xem ra nghĩa phụ ta không phải người tốt. Đáng thương cho ta bị người giấu giếm nhiều năm như vậy. Niếp Ẩn Nương cười nói. Thật không ngờ các người lại là phu thê, đây thật sự là điều quá tốt. Hai cha con ta đêm nay ám trợ cho phu thê hai người thoát hiểm, thật càng thêm cao hứng. Sử Nhược Mai chợt hiểu ra, nói. Nguyên lai là phụ thân tỷ cố tình bại dưới tay y, lão ma đầu kia bị muội chém một kiếm, nói vậy chắc cũng là do tỷ ám trợ. Niếp Ẩn Nương nói. Không sai, ta trà trộn và đám hỗn loạn, nấp trong đám người phóng ra hai mũi mai hoa châm. Vốn là, Niếp Ẩn Nương nghe nói Điền Thừa Tự mời phụ thân nàng đến Ngụy Bác là muốn y đi theo Tân Lang sang là gái nghênh thân. Nàng lại biết phụ thân mình đối với hôn sự này trầm muộn không vui. Nàng cùng với Sử Nhược Mai lại tình như tỉ muội, đương nhiên là càng quan tâm, bởi vậy đột nhiên nảy ra một ý niệm kỳ quái, nghĩ thầm phụ thân ta dường như không hoan hỉ lắm khi mang Tuyến muội gả cho Điền gia, chẳng lẽ nhi tử Điền Thừa Tự không xứng đôi, không bằng ta đi theo phụ thân đến đó, trước tiên thế Tuyến muội coi xem nhân phẩm của Tân Lang. Nếu như thực sự là quá xấu xa, ta sẽ đi cáo tố với muội ấy, kêu muội ấy đảo hôn. Niếp Phong rời khỏi chú địa, một mình đến Ngụy Bác cũng có lòng lo sợ Điền Thừa Tự mang tâm phản trắc, sẽ ám toán y, do vậy đáp ứng sở cầu của nhi nữ, cho Niếp Ẩn Nương cải trang làm một tòng nhân của mình. Niếp Ẩn Nương cười nói. Ta đã ở trong tiết độ phủ của Điền Thừa Tự 2 ngày, chưa từng thấy qua nhi tử bảo bối của hắn, không ngờ muội đêm nay đã tự mình đến. Tốt rồi, hiện tại không cần ta phải quan tâm cho muội nữa. Sử Nhược Mai nói. Đa tạ tỷ quan tâm. Thế nhưng thần tình của nàng có vẻ sầu muộn không vui. Niếp Ẩn Nương nói. Uy, muội còn có tâm sự gì? Sử Nhược Mai vân vê giải đai, im lặng không nói. Niếp Ẩn Nương cười nói. Chờ để ta đoán xem sao, muội nhất định là đang băn khoăn về Đoàn Lang, hắn cũng thật là, vì sao lại không chờ muội một chút. Nhiếp Ẩn Nương nghĩ một chút, đột nhiên nói. Tuyến muội, không, hiện tại nên cải xưng là Mai muội. Mai muội, muội có thật là rất muốn gặp y không? Ta có biện pháp. Sử Nhượng Mai cố vượt qua xấu hổ, nói. Thỉnh tỷ tỷ chỉ điểm. Nhiếp Ẩn Nương nói. Tốt, muội hiện tại đi theo ta. Sử Nhượng Mai lấy làm lạ hỏi. Tỷ biết chỗ ở của y? Nhiếp Ẩn Nương đáp. Ta đưa muội đến một nơi, trước tiên gặp một người. Sử Nhượng Mai hỏi. Gặp người nào vậy? Nhiếp Ẩn Nương nói. Muội bất tất phải hỏi, tóm lại ta không có gạt muội. Nàng vừa nói chuyện thì trên mặt có chút tươi cười, lại có chút hồng vựng, thần tình pha chút kỳ dị. Sử Nhượng Mai đầy bụng nghi ngờ nói. Muội cái gì cũng nói cho tỷ nghe, còn tỷ chỉ giấu đầu hở đuôi, không chịu nói thật cho muội. Nhiếp Ẩn Nương đáp. Ta cuối cùng cũng sẽ nói cho muội, muội gấp làm gì. Đi nào. Sử Nhượng Mai chẳng thể làm gì khác hơn là mang một bụng nghi ngờ đi theo nàng ta. Nhiếp Ẩn Nương đưa nàng lên một tòa núi cao, Sử Nhượng Mai hỏi. Này, canh ba nửa đêm, tỷ dẫn người ta đến chỗ núi hoang này để làm gì? Chẳng lẽ người mà tỷ muốn muội gặp lại ở đây, tỷ và y đã sớm có ước định với nhau? Nhiếp Ẩn Nương cười nói. Muội xem ta đóng giả làm nam nhi có giống không? Sử Nhượng Mai nhìn nàng ta không đáp mà lại hỏi lại, càng thêm cảm thấy kỳ quái, thuận miệng trả lời. Giống lắm, muội vừa rồi cơ hồ không nhận ra. Nhiếp Ẩn Nương nói. Muội còn chưa biết, ta và muội sau khi chia tay, mấy năm qua ta thường xuyên đóng giả làm nam tử ra ngoài du ngoạn, phụ thân ta cũng không quản ta. Muội nói ta đóng giả giống lắm, thế nhưng có một lần để cho người khác phát giác, chả thật nguy hiểm, người đó lại là người xấu của Kim Long Bang. Sử Nhượng Mai nói. Uy, rốt cuộc là tỷ có ý gì? Muội hỏi thì tỷ nói, tỷ một câu cũng không đáp, lại nói cố sự của mình. Cố sự của tỷ, muội đương nhiên là thích nghe, nhưng là chờ sau nói cũng được. Ôi, tỷ thật xấu, tỷ trêu cợt muội, tức muốn chết. Nhiếp Ẩn Nương cười nói. Cây có gốc, chuyện có nguyên do, ta không từ đầu nói cho muội vậy. Được rồi, muội nếu gấp như vậy, thì trước tiên gặp người kia rồi hãy nói. Nhiếp Ẩn Nương ngẩng đầu nhìn sang ngọn núi phía trước mặt nói. Trăng đã quá đỉnh, đại ước của y cũng đã đến. Sử Nhượng Mai hỏi. Y rốt cuộc là ai? Nhiếp Ẩn Nương đột nhiên phát ra một tiếng huýt sáo dài, ngay sau đó từ trên đỉnh núi truyền đến một tiếng hú trả lời. Nhiếp Ẩn Nương âm thanh vừa nhanh vừa sắc, còn tiếng hú truyền lại vừa hùng hậu vừa cao vút tựa như long ngâm hổ gầm. Sử Nhượng Mai nói. Chà, người này nội công thật phi phàm, không thua kém Đoàn Khắc Tà, tỷ muốn muội gặp người này sao? Thật là hải ngoại tiên sơn nhiều dị khách, phiêu du một kiếm tới Trung Nguyên.